chương 10220, không thể nói, không thể nói. Hắn, lượn lờ ở ánh sáng xanh bên trong, trên người có một loại 10 phần khí chất đặc thù, hắn cao ngất kia dáng người, tựa hồ là kia trống lên thiên địa sống lưng một loại. Lão Tổ, chúng ta phát hiện rồi kiếm bá này người, vốn nên chu sát rồi này kiếm bá, vì ta đường huynh báo thù rửa hận nhưng là bị người phá hư rồi, chúng ta báo chính mình lai lịch, kia người như cũ không nhìn chúng ta, còn mời Lão Tổ ra tay, chém giết này người bác thanh huyền lớn tiếng nói rằng người nào một đạo như là thiên âm một loại âm thanh theo đỉnh núi truyền rơi xuống bác thanh huyền nói rằng không nhận biết nhưng rất tuổi trẻ chính là một tên nhân tộc tu sĩ nhân tộc có chút y tứ có chút y tứ kia thần bí cường giả lộ ra rồi một chút kinh ngạc lập tức một đạo ánh sáng xanh theo hắn thân thể bên trong bay rồi đi ra kia đạo ánh sáng xanh cuốn được tất cả người nhanh chóng biến mất không thấy sát khí mà ở núi rừng bên trong phi hành lâm phong cảm nhận đến rồi mãnh liệt sát khí tràn ngập ở thiên địa ở giữa không khỏi kinh hãi hắn nhanh chóng ngừng rồi xuống tới tiểu tử hiện tại xem ngươi như thế nào chạy ra tìm đường sống tiếng cười lạnh theo núi rừng bên trong truyền ra bác thanh huyền đám người cá nhảy mà ra nói chuyện là bác thanh huyền này ra hỏa một mặt cười lạnh nhìn lấy lâm phong giống như triệt để ăn chắc lâm phong rồi dường như này ra hỏa ngược lại là một bộ tràn đầy tự tin hình dạng Lâm Phong sớm liền biết rõ này ra hỏa khả năng sẽ không cam tâm, đi về chuyển viện quân. Kia sát khí, nên chính là viện quân phóng thích đi ra. Bác Thanh Huyền đám người nhưng phóng thích không ra đến như thế khủng bố sát khí. Lâm Phong nói rằng, các hạ là sâu không lường được cường giả, đi ra một thấy A, à, không có cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Tiểu bối, người xác thực là có chút bản sự, này một điểm bản tỏa có thể cảm ứng đi ra. Nương theo lấy này đạo âm thanh truyền ra, một tôn lượn lờ ở ánh sáng xanh bên trong thần bí cường giả dậm chân mà ra. Lấy lâm phong nhãn lực giới, tự nhiên có thể một mắt nhìn ra đen, trước mắt tôn này tồn tại, không hề là chân thật. Nên là lợi dụng pháp lực cùng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Nhưng liền tính như thế, như cố mạnh không hợp thói thường. Lâm Phong nói rằng, bác thanh huyền người, này là tịch diệt vũ trụ chỉ chủ hậu nhân, mà các hạ khí thức như thế khủng bố lớn mạnh, hẳn là chính là tịch diệt vũ trụ chỉ chủ bản nhân sao. Ha 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 ha, ta không hề là bắc quang, bất quá ta cùng bắc quang xác thực có rất sâu sâu xa. Tôn này tồn tại cười to lên đến, Lâm Phong trong lòng không khỏi hơi hơi một động, này người trực tiếp dùng bắc quang xương hồ tịch diệt vũ trụ chỉ chủ, này nhưng không phải người bình thường có khả năng làm sự tình. Rất khả năng là tịch diệt vũ trụ chỉ chủ bắc quang bậc trên. Khó trách như thế sâu không lường được đâu, Lâm Phong nói rằng, các hạ ra chiêu đi, ta nếu là ra chiêu lời nói, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội đánh trả rồi. Tôn này tồn tại nói rằng, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, các hạ lại lớn mạnh, cũng không phải là bản tôn đến, nếu là bản tôn, ta không nói hai lời đã rời đi. Xem đến ngươi là có chút nhìn không lên ta cái hóa thân này rồi. Tôn này tồn tại nói rằng, Lâm Phong nói rằng, các hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ là ở trình bày một cái sự thực mà thôi, lấy năng lực của ta, nếu là liền các hạ cái hóa thân này đều không có cách gì đối phó lời nói, kia cũng quá không có dùng rồi. Ngươi còn thật sự là tương đương tự tin một cái người, một chiêu, ta chỉ ra một chiêu, ngươi nếu là có khả năng ngăn cản được, ngươi cùng ta tộc ân oán, như vậy kết thúc, ta cũng sẽ ước thúc Bắc thanh huyền đám người sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tôn này thần bí tồn tại nói rằng, Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng, ngươi không có cần ước thúc bọn họ, đối ta mà nói, bọn họ chỉ là sâu kiến thương chó, ta động một chút đầu ngón tay, liền có khả năng bóp chết bọn họ, ngươi muốn ước thúc là ngươi loại cường giả cấp bậc này, đối ta ra tay, bản thân liền đã vi quy. Đáng giận, người khinh người quá đáng bác thanh huyền đám người bị tức sắc mặt xanh đen nhưng cũng không biết rõ nên như thế nào đi phản bác lâm phong bởi vì bọn hắn xác thực cùng lâm phong có không nhỏ tranh lệch tôn này thần bí tồn tại nói rằng đúng vậy a à, ta cái này cấp bậc cường giả không nên đối ngươi ra tay cho nên ta chỉ là biên hóa ra rồi một tôn hóa thân đến cùng ngươi luận bàn một chút mà lại ta cũng chỉ ra một lần tay bạch tiếng nói rơi xuống hắn thân thể nhảy lên một cái Ở ư không bên trong biến thành rồi một đạo màu xanh ánh kiếm trực tiếp hướng lấy lâm phong chém giết mà đi lão tổ ra tay kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ có người không khỏi hung nữ nói rằng những này bị lâm phong giáo huấn qua một phen tu sĩ hiện tại cả ba không được xem đến lâm phong bị chém giết đâu thật mạnh mẽ kiếm khí không hổ là cá nhảy cấp bậc cường giả công kích nhưng ta công kích cũng không yếu lâm phong hét lớn ra tiếng đối mặt lấy thần bí tồn tại này công kích hắn không vẻn vẹn không có lùi bước ngược lại dậm chân tiến lên Lâm Phong trực tiếp thi triển đi ra rồi dáng một gậy vào đầu này môn tuyệt học. Hư không bên trong ngưng tụ đi ra rồi một cây to lớn cây gậy. 12 lần chiến lực bùng nổ, bị động thần thông, lòng tượng bạo kích bùng nổ, đáng tiếc là bị động thần thông liên thành quyết không thể cùng một chỗ kích hoạt. Do đó Lâm Phong này một đánh kém không nhiều có 24 lần chiến lực, nhưng chỉ là một truy tử buôn bán, bất quá trước đó thần bí tồn tại này cũng nói rồi, chỉ xuất thủ một lần mà thôi. Phanh, dưới một khắc Hai bên hung hăng mà đối oanh ở rồi cùng một chỗ Kia khủng bố công kích Quả thực muốn hủy diệt thiên địa một loại Nhưng người ngạc nhiên, kinh dị May mà hai người đều ở hết sức thu lại lực lượng Không có nhường lực lượng lan rộng ra ngoài Như không phải Ở này thời không cực kỳ không Ổn định thời không hội tụ chỉ địa tạo thành như vậy Lớn lực phá hoại bao ơ họ những này người sợ là đều muốn bị cuốn vào Thời không ngược dòng bên trong Hai bên chém giết rồi một cái cờ chống tương đương Thế nào khả năng bắc thanh huyền đám người xem đến này một màn về sau còn người kém điểm không có chừng đi ra bọn họ biết rõ lão tổ đến cùng bao nhiêu lớn mạnh dù là chỉ là một tôn hóa thân cũng tuyệt đối khủng bố đến không cách nào tưởng tượng trình độ nhưng lâm phong một tên tuổi trẻ tu sĩ vậy mà chống cản ở rồi bọn họ lão tổ công kích quả thực chính là sống gặp quỷ một loại nhưng bọn họ không có cách gì tiếp nhận nhưng này chính là sự thực người đối lực lượng khống chế rất hoàn mỹ tuổi trẻ một đời bên trong có khả năng cùng người đẹp như nhau chi người không thấy nhiều tôn này thần bí tồn tại đứng ở hư không bên trong, chắc hai tay sau lưng đối lâm phong tán thưởng rồi một phen. hắn ngược lại là một cái thành thật thủ tiến chi người, nói ra tay một lần, liền ra tay một lần. lâm phong nói rằng các hạ chỉ là hóa thân liền có thực lực như vậy, nhưng ta cũng kính nể không thôi. ta có này thực lực không hiếm lạ, người có này thực lực mới như người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. thần bí tồn tại cười lấy nói rằng, lâm phong nói rằng kia kiếm bá cùng lúc chưa đánh úp tiêu diệt các người dòng họ người, hắn bị người thiết kế. Tiểu tử, người có chứng cứ sao liền nói những này. Bác Thanh Huyền lạnh giọng nói rằng, Lâm Phong nhàn nhạt, nhạt nói rằng, ta đã vì hắn nói chuyện, ta lời nói, chính là chứng cứ. Người quá tự cho là đúng rồi, Bác Thanh Huyền tương đương không chịu phục, nhưng tôn này thần bí tồn tại lại nói nói, tốt, ta tin ngươi rồi, ta tộc, ngày sau sẽ không lại chĩa mũi nhọn vào kiếm bá. Lão Tổ, Bác Thanh Huyền nhìn hướng thần bí tồn tại, rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng xem đến lão tổ ánh mắt, mau ngậm miệng rồi. Lão tổ đều tin rồi Lâm Phong lời nói, bọn họ tự nhiên không dám nhiều nói khác. Đa tạ, Lâm Phong ôm quyền, lập tức hướng lấy nơi xa bay đi. Đợi Lâm Phong rời khỏi, kia thần bí tồn tại mở miệng nói rằng, này tử, sau so nghe đồn, còn muốn càng thêm phi phàm người đời xem nhẹ hắn rồi. Bác Thanh Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, lão tổ biết dỡ này tủ thân phận. Tô này thần bí tồn tại nói rằng, không thể nói, không thể nói. Lập tức cuốn được đám người, nhanh chóng rời khỏi rồi. Chương 10221 Quái vật, Lâm Phong ở núi rừng bên trong nhanh chóng phi hành lấy. Đồng thời, đầu óc hắn bên trong vẫn còn nhớ lấy vừa mới cùng kia thần bí tồn tại hóa thân một chiến. Mặc dù chỉ giao thủ rồi một lần, nhưng Lâm Phong lại vận dụng rồi toàn bộ tinh khí thần pháp lực. Kia một chiến, có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Phong không khỏi tự nói nói. Này người là Tịch Diệt Vũ Trụ Chỉ Chủ dòng họ bậc trên. Như thế xem đến Tịch Diệt Vũ Trụ Chỉ Chủ dòng họ liền không ngừng một vị cá nhảy cấp bậc cường giả rồi. Này Tịch Diệt Vũ Trụ Chỉ Chủ dòng họ so tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm lón mạnh a. À. Hơi hơi dừng lại một phen, Lâm Phong không khỏi suy nghĩ nói, cái này cấp bậc cường giả chạy đến thời không hội tụ chi địa, tuyệt đối không giống bình thường, dạng này cường giả tới đây, là vì rồi cái gì đâu? Lâm Phong lập tức cười nhạt một tiếng, này là chuyện của người ta cùng hắn cũng không có nhiều ít quan hệ. Không cần quá nhiều quan tâm đâu, Lâm Phong tiếp tục chạy tới cách trở mang khu vực, cách trở mang là 10 phần to lớn, kéo dài mấy ngàn cây số. Hai ngày về sau, Lâm Phong đi đến rồi cách trở mang ngoại vi khu vực, xa xa nhìn đi, chỉ thấy kia cách trở mang chính là bão táp thời không hội tụ chỉ địa, mặt trong một mảnh đen kịt, cuốn lên bão táp thời không, tựa như có thể đập nát hết thảy, nhường người ngạc nhiên. Cách trở mang không khôi phục lại bình tĩnh, mạo muội xuyên qua, chỉ là đường chết một đầu này lời nói thật không phải là tùy tiện nói nói, cho dù có năng lực chống cản bão táp thời không ăn mòn, thế nhưng là cũng rất khó chống cản kia vỡ vụn thời không cắn nuốt. Ai biết rõ kia vỡ vụn thời không kết nối lấy cái gì địa phương a? một khi bị nuốt vào trong đó, quỷ mới biết rõ sẽ bị truyền tổng đi đâu vậy chứ? tuyệt đối đáng sợ, nhất định phải cẩn thận. Cách trở mang chung quanh bồi hồi một chút tu sĩ, nhưng tu sĩ không tính quá nhiều chủ yếu là bởi vì cách trở mang khôi phục lại bình tĩnh còn cần có hơn 10 ngày thời gian đâu. Nếu là nghĩ muốn xuyên qua cách trở mang, lớn xác suất cũng sẽ chờ cách trở mang tới gần khôi phục lúc an tĩnh lại tới. Còn nữa nói, liền tính cách trở mang khôi phục lại bình tĩnh, nguy cơ hiểm như cũ ở, chỉ là không có gió bão tàn sát bừa bãi thời gian như vậy nguy hiểm rồi mà thôi. Rất nhiều người đối với xuyên qua cách trở mang, kỳ thực cũng không có nhiều ít hứng thú. Dù sao cách trở mang, này bên cơ duyên cũng đầy đủ nhiều, tiến đến tìm kiếm liền là. Lâm Phong cùng lúc chưa nhìn thấy đến vân gia chúng nữ. Chủ yếu là cách trở mang kéo dài khoảng cách quá dài rồi. Nghĩ muốn đụng đến, tựa hồ cũng cũng không dễ dàng. Đi tới nơi này về sau, Lâm Phong liền bắt đầu nếm thử lấy xem xem đúng không đúng có khả năng tìm kiếm đến kia kiếm bá chỗ nói hỏa đức đại thánh vẫn lạc chỉ địa. Này ra hỏa thế nhưng là luyện hóa thiên hỏa cường giả, hắn vẫn lạc rồi, thiên hỏa lớn xác suốt cùng lúc chưa bị hủy diệt lâm phong đối này ra hỏa thiên hỏa thế nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú bởi vì hỏa đức đại thánh vẫn lạc mà rất ẩn nấp đơn thuần lấy thần niệm rất khó cảm ứng đến do đó lâm phong liền điều động rồi thiên hỏa lực lượng trừ rồi thiên hỏa bên ngoài hắn còn mang tâm bàn lấy rồi đi ra tâm bàn tâm bàn tâm tùy ý động lấy lâm phong vì trung tâm lại lấy tâm bàn làm phụ trợ lấy thiên hỏa làm môi giới lâm phong nếm thử lấy đi tìm kiếm hỏa đức đại thánh vẫn lạc mà này là Lâm Phong có khả năng nghĩ đến phương pháp tốt nhất rồi. Nếu là biện pháp này đều tìm không đến hỏa đức đại thánh vẫn lạc mà, vậy dứt khoát phứt bỏ được rồi. Tâm cuộn tại nhanh chóng chuyển động, bất quá nghĩ muốn định vị hỏa đức đại thánh vẫn lạc mà không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Sau đó mấy ngày thời gian, Lâm Phong liền lợi dụng tâm bàn, tìm kiếm lấy hỏa đức đại thánh vẫn lạc mà. Năm ngày về sau, Lâm Phong đi đến rồi một chỗ núi rừng bên trong, tòa này núi rừng, khoảng cách cách trở nuôi lớn khái có 50, 60 dặm mà hình dạng, nhìn lấy là một tòa rất bình thường núi rừng. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ nơi này đi qua, nhưng mọi người đều không có bất luận cái gì phát hiện. Thế nhưng là đi tới nơi này về sau, Tâm bàn kim đồng hồ ba động tốc độ cực kỳ nhanh chóng, này tựa hồ nói rõ, nơi này chính là Lâm Phong muốn tìm kiếm địa phương. Nhưng Tâm bàn không có cách gì định vị cụ thể vị trí, chỉ có thể định vị một cái vị trí đại khái. Lâm Phong mang Tâm bàn thu rồi lên đến, tiếp xuống đến liền nên dựa chính hắn Lâm Phong lợi dụng thiên sư một mạch truyền thừa xuống tới bí thuật, đồng thời còn kết hợp rồi theo vô lượng đạo sĩ nơi đó học được tìm dùng điểm huyệt chi thuật, ở chỗ này tìm kiếm lấy hỏa đức đại thánh vẫn lạc chi địa. Cuối cùng, Lâm Phong đi đến rồi một tòa bình thường ngọn núi trước. Ngọn núi cũng liền hơn 1.000 mét độ cao, bình bình thường thường, cẩn thận tìm kiếm một phen, Lâm Phong phát hiện rồi một tòa bị phong kín hang núi, hắn mang hang núi mở ra, tiến vào rồi hang núi bên trong, hang núi có một đầu rất dài, rất sâu thông đạo một đường kéo dài đến sâu dưới lòng đất vị trí lâm phong dọc lấy đường giao thông một đường đi sâu vào đại khái nữa cái giờ thần về sau hắn nghe đến rồi mạch nước ngầm dòng nước động âm thanh lâm phong tăng nhanh rồi bước chân không có bao lâu trước mặt biến được chống trải một tòa dưới mặt đất thế giới xuất hiện dưới mặt đất thế giới bên trong có một đầu mạch nước ngầm này mạch nước ngầm bốc lên từng tia từng tia khí lạnh liền dưới mặt đất không gian đều biến được lạnh buốt đúng không đúng tìm lộn chỗ Lâm Phong không khỏi có chút lẩm bẩm. Nếu là thiên hỏa nơi tri địa, nên là nhiệt độ cực nóng tri địa. Nhưng hiển nhiên nơi này không hề là nhiệt độ cực nóng địa phương, mà là nhiệt độ cực kỳ rét lạnh địa phương. Một chỗ như vậy, có vẻ như không nên là thiên hỏa tồn tại địa phương. Bất quá đã đều đi đến rồi nơi này, Lâm Phong vẫn là có ý định tốt tốt tìm tòi một chút. Hắn thần niệm tiến vào rồi mạch nước ngầm bên trong. Này mạch nước ngầm không tính quá sâu, bốn năm mét mà thôi. Lâm Phong thần niệm một quét mạch nước ngầm tình huống liền một rõ hai ràng rồi mạch nước ngầm bên trong cái gì đều không có khả năng là nhiệt độ so sánh thấp nguyên nhân liền cây rong đều không có lâm phong dọc lấy đất xuống sông phi hành lấy đại khái phi hành rồi gần phân nửa giờ trái phải lâm phong phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện rồi một tòa hồ nước là mạch nước ngầm dòng nước hội tụ ở cùng một chỗ hình thành dưới mặt đất hồ nước dưới mặt đất hồ nước diện tích không nhỏ nhìn lấy được có trên ngàn mẫu đất như vậy lớn kia là cái gì, bỗng nhiên, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, hắn xem đến ở dưới mặt đất hồ nước ở giữa khu vực tựa hồ nổi lơ lửng cái gì đồ vật. Thế là Lâm Phong liền hướng lấy dưới mặt đất hồ nước ở giữa khu vực nhanh chóng bay đi. Không có bao lâu, liền bay đến rồi kia mảnh khu vực. Sau đó Lâm Phong liền xem đến, ở dưới mặt đất hồ nước ở giữa khu vực, lo lửng lấy một tôn quái vật khổng lồ. Kia vậy mà là một tôn giống như trâu giống như hổ lại như hưu quái dị sinh linh dù sao lâm phong là lần thứ nhất nhìn thấy đến loại sinh linh này không phải là kia hỏa đức đại thánh không thành sao lâm phong không khỏi có chút lẩm bẩm bởi vì hỏa đức đại thánh cũng là vĩnh sinh chỉ môn nội bộ cường giả mà vĩnh sinh chỉ môn nội bộ có thật nhiều cổ quái chủng tộc rất nhiều loại tộc đừng nói thấy rồi lâm phong nghe đều không có nghe nói qua lâm phong lớn tay một vung liền muốn mang kia thi thể quái thú quyển lên đến kiểm tra xem xét một phen thế nhưng là cái này thời gian mặt hồ phía trên vậy mà thổi lên một trận trận gió tà. Khắc 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 kiệt cười quái dị thanh âm, càng là vang vọng ở mặt hồ phía trên. Trung quanh, vô số trận văn đan vào, mang tòa này mặt hồ, đều cho bắt đầu phong tỏa. Mà kia tôn nguyên bản đã chết rơi quái vật, vậy mà mở ra rồi con mắt, nhảy lên một cái, to lo ớn mà lại sắc bén châu sừng, trực tiếp hướng lấy lâm phong thân thể hung hăng mà đỉnh đi. Phanh một tiếng, lâm phong vậy mà bị này quái vật cho đỉnh bay ra ngoài, kia quái vật châu sừng chân thực là lợi hại, lớn mạnh như lâm phong sắc thịt đều nhanh muốn bị trâu sừng cho đâm xuyên rồi. Trường 10222, Hắc Hà Hàn băng hỏa. Ta dựa vào, người không nói võ đức, vậy mà đánh úp. Lâm Phong mắng to nói, tôn này quái vật, mới không quản Lâm Phong mắng to đâu, tiếp tục đỉnh lấy Lâm Phong thân thể, không đâm xuyên Lâm Phong thân thể, tuyệt không từ bỏ ý đồ hình dạng. Lâm Phong thì là một quyền tiếp một quyền hướng lấy lấy quái vật đầu lâu anh giết mà đi, liên tục anh giết rồi mười mấy quyền. Này quái vật bị đau, khó mà tiếp nhận, châu sừng đột nhiên hất lên, trực tiếp mang Lâm Phong quăng bay đi rồi ra ngoài. Lâm Phong lo lửng ở giữa không trung bên trong, mắt lạnh nhìn đồng dạng lo lửng ở giữa không trung bên trong quái vật, hắn nói rằng, thật sự là kỳ quái rồi, hỏa đức đại thánh vẫn lạc địa phương vậy mà xuất hiện rồi dạng này một cái quái vật, người hẳn là chính là hỏa đức đại thánh sao? Không có sai, ta chính là hỏa đức đại thánh, nhưng ta nhưng cùng lúc chưa vẫn lạc, ta một mực ở chỗ này khôi phục thân thể mà thôi. Ngày hôm nay lại có người dạng này một cái thơm ngào ngạt ra hỏa đi tìm cái chết, ta có thể cảm nhận đến ngươi thể trong khí huyết là hạng gì thịnh vượng, cũng có thể cảm nhận đến ngươi khí vật là hạng gì tràn đầy, ăn rơi ngươi về sau, ta nên có thể khôi phục đến ngọn núi đỉnh thời kỳ ba bốn thành trái phải chiến lược rồi. Hỏa Đức Đại Thánh lạnh giọng nói rằng, hiện tại này ra hỏa khả năng liền khôi phục rồi một hai thành trái phải chiến lược A. Nhưng liền tính chỉ khôi phục rồi như thế điểm chiến lực, như cũng mạnh khó bề tưởng tượng khó trách ngọn núi đỉnh thời kỳ dám theo lấy vô thượng tiên chủ này ra hỏa đi đối phó nhân tổ khôn đâu, thực lực là thật mạnh. Bằng không cũng không có cái đó lòng can đảm, nhưng Lâm Phong không phải là bị dọa lón. Lâm Phong cười lạnh lấy nói rằng, thực lực ngã xuống về sau, người xác thịt cũng dần dần giả yếu, mục nát, người bây giờ, đã ở vào nghiêm trọng suy bại giai đoạn, cầm cái gì cùng ta đấu. Nha, tiểu tử, người còn rất tự tin, nhưng là ánh sáng tự tin nhưng vô dụng, lão tử ngọn núi đỉnh thời kỳ kia là hạng gì khủng bố tồn tại, hiện tại dù là chỉ có ngọn núi đỉnh thời kỳ một, hai phần mười thực lực, đối phó ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Hỏa Đức Đại Thánh cười lạnh, Lâm Phong cười lạnh rồi một tiếng, lập tức nói rằng, kỳ thực có kiện sự tình ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng luyện hóa rồi cái gì thiên hỏa. Còn là nói, ngươi ép dễ liền không có luyện hóa thiên hỏa. Ta tự nhiên luyện hóa rồi thiên hỏa, ta luyện hóa chính là hắc hà hàn băng hỏa chính là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính hàn băng thiên hỏa. Hỏa Đức Đại Thánh nói rằng, ô, hắc hà hàn băng hỏa, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, xem đến không thuộc về 72 loại thiên hỏa một trong. Lâm Phong, giữa đôi lông mày không khỏi hơi hơi một khươi, trước đó cũng đề cập qua, thiên hỏa xếp tên thời gian, là dựa theo đã biết thiên hỏa tiến hành xếp tên, kỳ thực trên, chư thiên vạn giới như thế chỉ to lớn. Tự nhiên còn có một chút thiên hỏa không người biết đến do đó liền không có đặt vào thiên hỏa xếp tên bên trong. Này hắc hà hàn băng hỏa không nói xếp tên thế nào, liền này loại thuộc tính hàn băng, chính là cực kỳ hiếm thấy. Đối với tu sĩ nổi lên đến tác dụng cũng quá nhiều. Ví dụ như nói, thuộc tính hàn băng có thể giúp đỡ áp chế thân thể thương thế, này chính là cái gọi là nhiệt độ thấp đông lạnh hóa, trì hoãn thương thế lại phát, sẽ cho trị liệu nghênh đón nhiều thời gian hơn. Lại ví dụ như, này loại thuộc tính hàn băng, có thể giúp đỡ tu sĩ tu luyện thuộc tính hàn băng thần thông đợi một chút, mà đối với lâm phong tới nói còn có một cái đặc biệt tác dụng đó chính là lâm phong luyện hóa rồi nhiều ngày như vậy lửa những ngày thiên hỏa mặc dù đều bị lâm phong nắm trong tay nhưng đối với thân thể đặc biệt là nội tạng khí quan còn là sẽ tạo thành nhất định đốt bị thương có rồi này thuộc tính hàn băng hắc hà hàn băng hỏa kia liền hoàn toàn không một dạng rồi có thể trung hòa một chút thân thể cảm giác nóng rực âm dương điều cùng mà đối với thân thể chỗ tốt là vô hạn Người này thiên hỏa không sai, đợi chút nữa chính là ta rồi. Lâm Phong cười lạnh lấy nói rằng, chỉ gặp hắn lớn tay mở ra, hai mươi lắm chuôi kiếm đá bay rồi đi ra, lơ lửng ở Lâm Phong chung quanh. Cái gì, như thế nhiều kiếm đá, liền vô thượng tiên chủ bàn tay khống chế kiếm đá cũng bị ngươi đoạt đi rồi. Người đi qua vô thượng tiên chủ chỗ này, xem đến Lâm Phong kiếm đá, này hỏa đức đại thánh lộ ra cực kỳ giật mình. Hắn người phần rõ ràng những này kiếm đá ý nghĩa cùng lợi hại chi chỗ. Lâm Phong nói rằng, năm đó các ngươi những này tên ghê tởm, liên thủ hại chết nhân tộc ta nhân tổ Khôn. Các ngươi những này người, quả thực tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Ta hiện tại còn không có năng lực đánh giết vô thượng tiên chủ, nhưng đối phó ngươi, nên còn là không có cái gì vấn đề, ta trước hết theo ngươi bắt đầu đi, giết rồi ngươi, vì nhân tộc ta nhân tổ Khôn báo thù rửa hận. Ha 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 ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm a, cái gì khoác lác đều dám nói, cũng không sợ lóe rồi đầu lưới. Hiện tại Ta liền như ngươi lĩnh giáo một chút ta lợi hại chi chỗ." Lôi đến, Nay Hỏa Đức Đại Thánh hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận sấm sét ở phía trên hồ đan vào mà thành, sau đó một đạo đạo như núi cao loại thô to sấm sét, trực tiếp hướng lấy Lâm Phong oanh giết mà đi. Kia sấm sét quá khủng bố rồi, quả thực có thể đập nát thiên địa, nhưng người ngạc nhiên, mặc dù Lâm Phong đều cảm nhận đến rồi gần như ngạt thở loại áp lực. Lâm Phong trong lòng không khỏi hơi hơi cảm khái, không hổ là năm đó đỉnh cấp cường giả chiến lực lớn biên độ ngã xuống, như cũ mạnh khó bể tưởng tượng. Bất quá Lâm Phong mảy may không có sợ hãi chỉ ý. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên đến, chiến lực nâng cao lên đến, Lâm Phong cần nhất liền là này loại cấp bậc chiến đấu. Lâm Phong thao túng kiếm đá, ngăn cản kia sấm sét công kích. Kiếm đá cùng sấm sét va chạm ở cùng một chỗ, những kia sấm sét uy lực công kích mặc dù lớn mạnh, nhưng cùng lúc chưa đột phá kiếm đá phòng ngự. Lửa đen, này hỏa đức đại thánh lại lần nữa ra tay, tên hắn bên trong có lửa, tự nhiên cũng sở trường hỏa thuộc tính thần thông rồi. Hư không bên trong, thổi lên xa cách tử chi lửa. Này xa cách tử chỉ lửa kia liền quá bá đạo, hơi hơi đốt cháy một chút, vũ trụ đều muốn bị đốt nứt ra. Xa cách tử chỉ lửa cùng sấm xét phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Một cái cường công, một cái quân quanh, lâm phong hừ lạnh một tiếng, lớn tay một phung, thi triển ra không gian cách trở chỉ thuật, mang. Kia xa cách tử chỉ lửa, cách trở ở rồi mặt ngoài, nhưng kia xa cách tử chỉ lửa không thể tới gần người nghiu khí ngút trời, này Hỏa Đức Đại Thánh lại lần nữa ra tay, ngưng tụ mới thần thông đối Lâm Phong triển khai đánh giết. Trên trời phù chiếu, Lâm Phong cũng ra tay đánh lại, hai bên đều thi triển thần thông, giết khó phân thắng bại. Lâm Phong nghĩ muốn cầm xuống này ra hỏa còn thật sự là không quá dễ dàng. Đương nhiên, này Hỏa Đức Đại Thánh, nghĩ muốn cầm xuống Lâm Phong, đồng dạng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Tiểu tử, có chút bản sự nhưng còn chưa đáng kể bất quá ngươi cũng đã xê tư cách nhường ta điều động đại trận lực lượng đến đánh chết ngươi rồi. Hỏa Đức Đại Thánh cười lạnh bắt đầu, thập phương thần vương, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhanh nhanh hiện rõ. Chợ ta chém tặc, cấp cấp như luật lệnh, hiện hiện hiện, oanh, nương theo lấy kia khủng bố ba động tiêu tán đi ra. Chỉ thấy đại trận bên trong, vậy mà ngưng tụ đi ra rồi mười tôn người mặc áo giáp tu sĩ. Này mười tôn tu sĩ, một cái cái khôi ngô cao lớn, toàn thân đều bị chiến giáp bao trùm. Có người cầm lấy kiếm khổng lồ, có người cầm lấy trường đao, có người cầm lấy chiến thương. Vũ khí cũng là không, một dạng, bọn họ khí thức khủng bố đến cực điểm, bị kia hỏa đức đại thánh kêu gọi đi ra về sau, nhao nhao hướng lấy lâm phong giết đến. Trường 10223, chu sát hỏa đức đại thánh. Thập phương thần vương mang lâm phong vây bọc rồi lên đến, bọn họ vung tay bên trong vũ khí. Mỗi một kiện vũ khí bên trong kích phát đi ra công kích đều khác thường lớn mạnh. Hiện tại, lâm phong kiếm đá, còn ở ngăn cản sấm xét công kích, không có cách gì phân ra tới đối phó những này vũ khí kích phát công kích. Bất quá không có quan hệ, Lâm Phong có thể một lòng nhiều dùng. Lâm Phong tế ra rồi mông ngoan chiến thương, hắn vung chiến thương, ngăn cản 10 đại thần vương công kích. Nhưng nói thực ra, lấy một địch 10, lại thêm lên kia hỏa đức đại thánh cho này 10 tôn thần vương áp trận, thỉnh thoảng cũng sẽ phóng thích ra lớn mạnh công kích đối phó Lâm Phong. Do đó Lâm Phong áp lực còn là rất lớn. Bọn họ này bên thỉnh thoảng liền có lớn mạnh công kích đột phá Lâm Phong phòng ngự, giết hướng Lâm Phong thân thể. May mà Lâm Phong thân thể mặt ngoài bao trùm lấy phòng ngự phù văn, những này phòng ngự phù văn chính là phòng ngự pháp bảo ký kết mà thành. Có thể bảo hộ Lâm Phong thân thể, chỉ là đang kéo dài tính tranh đấu bên trong, những này phòng ngự phù văn lực lượng ở không ngừng yếu bớt. Mà lại, Lâm Phong một lòng nhiều dùng tình huống phía dưới, phòng ngự pháp bảo uy lực kỳ thực cũng khó mà đạt tới ngọn núi đỉnh. Tiểu tử, đừng vùng vẫy rồi, vô luận ngươi như thế nào vùng vẫy đều không có dùng rất nhanh ngươi liền sẽ chết ở ta tay bên trong hỏa đức đại thánh cười ha ha lấy hắn hiện tại chiếm cứ rồi chủ động do đó tương đương đắc ý lâm phong mỉa mai nói lợi dụng đại trận lực lượng tới đối phó ta lại còn dạng này một bộ rào rà tự đắc hình dạng không cảm thấy mất mặt sao ta nếu là ngươi chỉ sợ đã không mặt mũi sống ở trên đời rồi hỏa đức đại thánh khóe miệng co giật rồi một chút này ra hỏa bản thân chính là hỏa thuộc tính tồn tại, mà lại giống như châu không phải châu. Bản thân có điểm châu tính tình, kia tính tình thế nhưng là tương đương nóng nảy, một điểm liền lấy cũng không khoa trương. Nghe đến Lâm Phong kia lời nói, bị tức không nhẹ. Hắn hung dữ nói rằng, tiểu tử, chết đến trước mắt còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngược, cái này thế giới coi trọng là kết quả như thế nào, mà không phải là quá trình như thế nào, mà lịch sử là người thắng viết, hiển nhiên, ta là người thắng, mà ngươi, chỉ là một cái đáng thương kẻ thất bại mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cùng 10 đại thần vương công kích biến được càng thêm mãnh liệt lên. Hiện tại, Lâm Phong này bên áp lực càng lúc càng lớn rồi. Lâm Phong biết rõ, này loại sinh tử chiến đấu, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết đoán bằng không đối hắn không có lợi. Nghĩ muốn nhanh chóng phá trận tự nhiên không khả năng, vậy cũng chỉ có thể theo hỏa đức đại thánh trên người ra tay rồi, nếu là có khả năng trực tiếp công kích hắn bản tôn liền tốt rồi. Bởi vì đại trận này vận chuyển cũng cùng Hỏa Đức Đại Thánh có to lớn quan hệ. Hỏa Đức Đại Thánh bản tôn một khi bị thương, hắn bản tôn chiến lực liền sẽ lớn biên độ ngã xuống. Mà đại trận vận chuyển cũng sẽ xuất hiện vấn đề, 10 đại thần vương chiến lực đồng dạng sẽ sụt giảm, như là vận khí tốt, 10 đại thần vương nói không chừng đều sẽ tiêu tán. Nghĩ từ đến đây, Lâm Phong nghĩ đến rồi một cái biện pháp, một cái đối phó Hỏa Đức Đại Thánh biện pháp mà lại Hỏa Đức Đại Thánh tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cái này phương pháp so lâm phong dáng một gây vào đầu uy lực còn muốn lớn mạnh rất nhiều. Thành công đánh tan hỏa đức đại thánh xác suất cũng sẽ lớn biên độ nâng cao. Lâm phong cái này phương pháp là lợi dụng vận mệnh phân thân này môn tuyệt học đối phó hỏa đức đại thánh. Vận mệnh phân thân, vận mệnh huyết mạch lần thứ bảy giác tỉnh thời gian giác tỉnh năng lực. Làm lâm phong sinh mệnh, nhận đến chí mạng uy hiếp thời gian, vận mệnh huyết mạch có nhất định xác suất sẽ nháy mắt giữa ngưng tụ đi ra một tôn phân thân. Tôn này phân thân sẽ thay thế lâm phong tử vong. Tôn này phân thân tử vong thời gian sẽ hình thành lớn mạnh hiến tế chỉ lực, nháy mắt giữa nâng cao vận mệnh phân thân 16 lần chiến lực, mang có khả năng tiến hành một lần đánh lại, Lâm Phong 16 lần công kích, kia nhưng cũng quá lợi hại rồi, mấu chốt là vận mệnh phân thân có thể không thể thành công kích phát, dù sao vận mệnh phân thân bản thân là có xác suất. Nếu là kích phát thành công, hết thảy liền sẽ so sánh thuận lợi. Nếu là không có có khả năng kích phát thành công, nhưng liền có chút phiền phức rồi. Nhưng không quản thế nào nói Lâm Phong đã hạ quyết tâm sử dụng này môn tuyệt học rồi, thành công tốt nhất, nếu là thất bại, lại nghĩ biện pháp sử dụng cái khác thủ đoạn liền là. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Phong liền hướng lấy Hỏa Đức Đại Thánh áp trận phương hướng phóng đi. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết, xem đến Lâm Phong xung phong liều chết mà đến, Hỏa Đức Đại Thánh lộ ra rồi khinh thường chi sắc. Hắn cùng 10 đại thần vương tiếp tục đối Lâm Phong triển khai càng thêm hung dữ mạnh mẽ công kích hắn thậm chí ép dễ liền không cho rằng lâm phong có thể xé rách phòng ngự giết tới bọn họ bên thân phanh 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 hai bên lại là một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu dù là có phòng ngự pháp bảo bảo hộ lâm phong cũng bị chấn khí huyết quay cuồng kém điểm phun ra một ngụm máu tươi đến sốt cục lâm phong xé rách rồi lỗ hồng nhưng xé rách lỗ hồng thời gian hắn phòng ngự pháp bảo cấu tạo mà thành tất cả phòng ngự phù văn cũng đều bị đập nát rồi tiểu tử người tử kỳ đến rồi hỏa đức đại thánh cười lạnh cùng Mười đại thần vương phóng thích đi ra rồi càng thêm lớn mạnh công kích. Những này công kích nhào nhào giết hướng Lâm Phong. Hỏa Đức Đại Thánh ánh mắt lãnh khốc đến cực điểm. Hắn cảm thấy Lâm Phong này dưới hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Rầm 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 kia hủy thiên diệt địa loại công kích nhào nhào oanh giết ở rồi Lâm Phong trên người. Mà Lâm Phong ở hết sức vận chuyển vận mệnh phân thân này môn tuyệt học. Trừ rồi vận mệnh phân thân bên ngoài Lâm Phong còn vận chuyển rồi bổ thiên thuật. Bởi vì nếu là vận mệnh phân thân không có cách gì kích hoạt kia này loại công kích liền sẽ đối Lâm Phong tạo thành thương tổn cực lớn, Lâm Phong nhất định phải có hậu thủ hóa giải những này công kích ha. Nhưng Lâm Phong mừng rõ là, vận mệnh phân thân, kích hoạt thành công, vận mệnh phân thân, thay người bị chết, mạng này vận phân thân kích hoạt xác suất thành công thế nhưng là tương đối thấp, có thể có 20-30% xác suất đều muốn niệm a di đà Phật. Thế nhưng là, như thế thấp xác suất đều kích hoạt thành công rồi, Lâm Phong vận khí xác thực không sai. Này tất giết một đánh, đối Lâm Phong không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại nhường vận mệnh phân thân phóng thích đi ra rồi 16 lần chiến lược. Một chùm sáng đáng sợ, hướng lấy kia hỏa đức đại thánh oanh giết mà đi. Bởi vì Lâm Phong đã xé rách rồi 10 đại thần vương phong tỏa, cho nên này đạo công kích sẽ không bị đến 10 đại thần vương ngăn cản, mà là trực tiếp tác dụng hướng hỏa đức đại thánh này ra hỏa. Hỏa đức đại thánh giật nảy người, không có nghĩ đến sẽ bị đến như thế lớn mạnh công kích, hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp lắc lư châu sừng, chống cản lần này công kích. Hỏa Đức Đại Thánh kia châu sừng không thể coi thường, bị hắn tôi luyện thành rồi tuyệt thế pháp bảo một loại, châu sừng lấp lóe lây óng ánh chói mắt tia sáng. Kia châu sừng cùng vận mệnh phân thân phóng thích 16 lần công kích hung hăng mà va chạm ở cùng một chỗ. Hỏa Đức Đại Thánh mặc dù bị oanh bay ra ngoài, thế nhưng là hắn cùng lúc chưa nhận đến quá nghiêm trọng tổn thương. Lâm Phong đều có chút bội phục này ra hỏa vui, này sức chiến đấu thật sự là lợi hại a. À bất quá lâm phong bản tôn cái này thời gian cũng đã giết đến rồi hắn tay cầm mông ngoan chiến thương toàn thân lực lượng đột nhiên bùng nổ trực tiếp dùng mông ngoan chiến thương hướng lấy hỏa đức đại thánh cổ gáy vị trí ám sát mà đi này là hắn yếu kém vị trí nếu là có thể đem nó đâm xuyên kém không nhiều liền có thể giải quyết rơi này hỏa đức đại thánh rồi lâm phong tốc độ quá nhanh rồi hỏa đức đại thánh cũng phản ứng không kịp căn bản không có cách gì tránh né lâm phong ám sát mà đến một thương Mười đại thần vương ở Lâm Phong sau lưng, nhao nhao đối Lâm Phong triển khai công kích, nhưng căn bản không có dùng. Cũng không có cách gì ngăn cản Lâm Phong. Phốc, nương theo lấy xé rách thanh âm truyền ra, Lâm Phong tay bên trong mông ngoan chiến thương, hung hăng mà đâm vào hỏa đức đại thánh cổ gáy bên trong. Máu tươi, lập tức theo miệng vết thương, phun tuôn ra mà ra. Nói không ra máu tanh thê thảm, chương 10.224, trăm chân chi trùng chết mà không cứng, hỏa đức đại thánh sau cùng đánh lại thủ đoạn kia lớn mạnh lực lượng đột nhiên bùng nổ. Lâm Phong là nghĩ muốn mượn nhờ bởi đâm xuyên hỏa đức đại thánh cổ gáy, trực tiếp mang lớn mạnh lực lượng chấn vào hỏa đức đại thánh đầu bên trong. Sau đó một lần hành động đánh giết hỏa đức đại thánh. Thế nhưng là, nhưng Lâm Phong phiền muộn là, này hỏa đức đại thánh cũng không biết rõ sử dụng rồi cái gì thủ đoạn, vậy mà kẹt lại rồi hắn mông ngoan chiến thương. Mông ngoan chiến thương không vẻn vẹn không cách nào lại tồn tiến một bước. Còn bị kia hỏa đức đại thánh bước lui rồi đi ra lâm phong vốn nghĩ đến lợi dụng mông ngoan chiến thương mang lực lượng Chấn vạc hỏa đức đại thánh đầu óc bên trong đập nát linh hồn hẳn ý nghĩ cũng theo đó thất bại đương nhiên này một đánh nhường hỏa đức đại thánh cực kỳ không dễ chịu rất nhiều thủ đoạn uy lực đều là nghiêm trọng hạ xuống ví dụ như trận pháp uy lực hạ xuống rồi rất nhiều lại ví dụ như kia thập phương thần vương thực lực cũng xuống hàng rồi rất nhiều lâm phong không có đi đuổi giết hỏa đức đại thánh đây là bởi vì Lâm Phong biết rõ trăm chân chỉ trùng chết mà không cứng, này Hỏa Đức Đại Thánh mặc dù bị thương, nhưng không hề chí mạng. Hiện tại đi đánh giết hắn, căn bản giết không chết hắn, còn sẽ bị 10 đại thần vương vây quanh. Hiện tại nên đi trước khô rơi 10 đại thần vương, này tương đương với giảm rơi rồi Hỏa Đức Đại Thánh cánh chim. Kéo nó cánh chim, tương đương với nhổ rồi lão hổ răng, móng vuốt sắc bén. Lâm Phong quay người cùng này 10 đại thần vương lẫn nhau giết ở rồi cùng một chỗ. Này một lần Lâm Phong thế nhưng là không có một điểm nương tay, cổ binh khí đại trận đều bị Lâm Phong tế ra đến rồi. To lớn như vậy tiêu hao, vì cái gì chính là đánh nhanh thắng nhanh. Cổ binh khí đại trận ở Lâm Phong thao túng phía dưới, ở hư không bên trong mãnh liệt xoắn giết, phóng thích ra khủng bố đến cực điểm công kích. Như thế lớn mạnh công kích, kia 10 đại thần vương cũng khó mà chống đỡ. Rất nhanh liền có thần vương thân thể bị đập nát, những này thần vương, bản thân chính là sát trận ngưng tụ mà thành cũng không phải là chân thật hình thể lẫn nhau ở giữa còn có cực kỳ chặt chẽ liên hệ tôn thứ nhất thần vương bị chu sát còn lại thần vương thực lực cũng chịu ảnh hưởng còn lại thần vương thực lực cũng lớn biên độ hạ thấp rất nhiều theo lý nói xem đến chính mình ngưng tụ thần vương bị chu sát hỏa đức đại thánh tên này liền tính bị thương rồi cũng được qua đến trợ giúp một chút mới là thế nhưng là hỏa đức đại thánh không có trợ giúp ý tứ hắn ngược lại ở không xa chỗ một bên chữa thương một bên niệm động lấy chú ngữ. Chữa thương này việc bị Lâm Phong xem nhẹ rồi, nhưng niệm động chú ngữ này việc thì là bị Lâm Phong nhớ ở rồi trong lòng. Hắn cái này thời gian niệm động chú ngữ, tuyệt đối là vì rồi phát động một ít tuyệt sát đại chiêu. Này thế nhưng là tương đối nguy hiểm sự tình a, à. bất quá Lâm Phong cũng biết rõ, vô luận này ra hỏa nghĩ muốn thi triển cái gì tuyệt chiêu, kia đều là mặt sau đi đối mặt sự tình. Còn là được ưu tiên giải quyết 10 đại thần vương, không giải quyết bọn họ trung quy là một cái phiền toái việc dầm 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 lâm phong đại phát thần uy ở hắn thao túng phía dưới cổ binh khí đại trận uy lực phát huy đến rồi cực hạn một tôn tôn thần vương bị chu sát cuối cùng lâm phong lợi dụng cổ binh khí đại trận thành công chu sát rồi tất cả thần vương mà lâm phong tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn dù sao cổ binh khí đại trận thúc giục pháp bảo quá nhiều rồi phát huy đi ra chiến lực mặc dù kinh người nhưng đối với tự thân tiêu hao đồng dạng là không có cách gì ý nghĩ may mà hết thảy đều là đáng giá. Chờ Lâm Phong chu sát rồi 10 đại thần vương về sau, liền phát hiện, hư không bên trong, đã tràn ngập lên đến rồi một loại quỷ dị rét lạnh thuộc tính lực lượng. Này loại rét lạnh thuộc tính lực lượng, mang, chung quanh triệt để phong tỏa ngăn cản rồi, giống như một xem theo mùa hè, biến thành rồi mùa đông một dạng. Lâm Phong đều có một loại khắp cả người sinh lạnh cảm giác. Nếu là người bình thường đặt mình vào ở này hoàn cảnh bên trong, sợ là sớm liền đã bị đông cứng chết rồi. Lâm Phong nói rằng, Hỏa Đức Đại Thánh, đây cũng là người dựng dụng ra đến sát chiêu sao, quên mất tố cáo người rồi, ta thế nhưng là nắm giữ nhiều loại thiên hỏa nam nhân, người thuộc tính hàn băng công kích, đối ta căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, cho nên, người còn là tỉnh tỉnh A. Này Hỏa Đức Đại Thánh lại cười lên ha ha, hắn nói rằng, tiểu tử, người thật sự là quá tự cho là đúng rồi, người cho rằng ta không biết rõ người nắm giữ lấy thiên hỏa sao. Tố cáo ngươi, những này sự tình ta rõ ràng, ta này thủ đoạn là mượn hắc hà hàn băng hỏa lực lượng phóng thích đi ra, liền tính thiên hỏa cũng phải bị hắc hà hàn băng hỏa lực lượng đóng băng một khắc đồng hồ thời gian, mà này một khắc đồng hồ thời gian, đủ để ta làm quá nhiều sự tình, cho nên, người nắm giữ thiên hỏa lại có thể thế nào đâu, ở ta trước mặt, như cũng không đáng một sách. Này ra hỏa còn rất tự tin, lâm phong lại là lạnh nhạt lấy đối, nói rằng, đúng sao? Mang chính mình thổi hù như thế lợi hại, là thật có như thế lợi hại, còn là đang khoác lác, này ai lại biết rõ đâu, phóng thích ra công kích của ngươi a à, nhưng ta lĩnh giáo một chút người này vô cùng kỳ diệu năng lực là thật như ngươi chỗ nói một dạng lợi hại còn là lè người đâu đã ngươi như thế không dần nổi nghĩ chết kia ta hiện tại liền thành toàn ngươi hỏa đức đại thánh cười lạnh lập tức hét lớn ra tiếng sông đen đóng băng ầm ầm khổng lồ tiếng vang lập tức truyền ra ngay sau đó hư không bên trong vậy mà hiện lên đi ra rồi một đầu dòng sông màu đen đầu kia dòng sông màu đen ở hư không bên trong bàn treo lấy mang nơi này triệt để phong tỏa ngăn cản rồi. Dòng sông màu đen nội bộ chảy xuôi nước, đều là đỏ đen màu. Nhìn lấy 10 phần tà ác, cũng cực kỳ lạnh như băng, này tựa hồ là thế gian, xem như tà ác khủng bố một dòng sông rồi. Nhưng người kinh dị, không dám đối mặt, mà theo lấy con sông này xuất hiện, đáng sợ sự tình phát sinh rồi. Chỉ thấy hư không cũng bắt đầu đóng băng, này loại đóng băng năng lực còn thật sự là lớn mạnh a à. Lâm Phong tranh thủ mang 15 loại thiên hỏa tế ra. Này 15 loại thiên hỏa, thay phiên thêm ở cùng một chỗ, trùng điệp biệt điệt, mang Lâm Phong bảo hộ ở rồi trong đó. Xem đến Lâm Phong nhiều ngày như vậy lửa, kia hỏa đức đại thánh cũng hết sức kinh hãi rồi. Hắn kỳ thực có thể cảm ứng ra đến Lâm Phong nắm giữ lấy thiên hỏa, thậm chí còn không chỉ một loại thiên hỏa, nhưng là, Lâm Phong cụ thể nắm giữ rồi mấy loại thiên hỏa, hắn là không biết rõ, cũng cảm ứng không ra đến. Ở hắn xem đến, có khả năng nắm giữ hai ba loại thiên hỏa, đã là tương đương chuyện không tầm thường rồi. Cái gì có thể nghĩ đến, Lâm Phong vậy mà bàn tay khống chế rồi 15 loại thiên hỏa đâu? Này cũng quá nhiều rồi, Liên Hỏa Đức lớn thánh tâm lý một xem đều không có nắm chắc khí rồi, nhiều ngày như vậy lửa, hắn đóng băng chi thuật, chỉ sợ cũng lên không đến tác dụng rồi a. À. Lâm Phong cảm thấy nhiều ngày như vậy lửa, hóa giải hỏa đức đại thánh đóng băng chỉ thuật nên không có cái gì vấn đề. Nhưng lần này, còn thật sự là nghĩ sai rồi, ở chỗ này không thể không tán thưởng một tiếng hỏa đức đại thánh đóng băng chỉ thuật chân thực là quá lợi hại rồi. Lâm Phong như thế nhiều thiên hỏa, vậy mà không có chống cản ở đóng băng chi thuật đối thiên hỏa đóng băng. Tầng tầng thiên hỏa bị đóng băng lại, phía ngoài cùng thiên hỏa bị đóng băng một khắc đồng hồ. Theo thứ tự hướng trong, 14 phút đồng hồ, 13 phút đồng hồ, 3 phút, 2 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, ngay sau đó Lâm Phong thân thể cũng bị đóng băng lại rồi. Đối với hỏa đức đại thánh loại cường giả cấp bậc này tới nói, dù là mấy giây, đều có khả năng thay đổi chiến cuộc cho nên nhìn thấy Lâm Phong mặt ngoài thiên hỏa bị đóng băng lại về sau. Hỏa Đức Đại Thánh Đại Hy, toàn thân lực lượng bùng nổ đi ra, trực tiếp hướng lấy Lâm Phong phóng đi, kia to lớn châu sừng đột nhiên công. Kích, nghĩ muốn đâm xuyên Lâm Phong thân thể, chương 10.225, vì nhân tổ và báo thù rửa hận. Này Hỏa Đức Đại Thánh lực lượng, ở các lớn chủng tộc bên trong, cũng tính được lên đứng hàng đầu rồi. Trước đó Lâm Phong lĩnh giáo qua trong đó lợi hại kia còn có thể chống ra tay tới đối phó hỏa đức đại thánh dưới tình huống còn bị đến rồi trọng kích bây giờ bị đóng băng tình huống xác định vững chắc càng thêm hỏng bét rồi mới là nói không chừng bị trực tiếp tách rời thân thể đều có khả năng đáng sợ a à, hỏa đức đại thánh lúc này cũng là tràn đầy tự tin cảm thấy này một lần xác định vững chắc có khả năng giải quyết lâm phong này ra hỏa mặc dù quá trình rất quanh co cũng rất nhường hỏa đức đại thánh nổi nóng nhưng kết quả lại là tốt đầy đủ rồi rất nhanh hỏa đức đại thánh liền vào tới lâm phong trước người, kia khủng bố châu sừng, xuyên thấu rồi tầng tầng thiên hỏa, mắt thấy lấy liền muốn triệt để xé nát lâm phong thân thể rồi. Thế nhưng là nhường hỏa đức đại thánh không có nghĩ đến là lâm phong thân thể, vậy mà biến được hư ảo bắt đầu. Là hư huyễn chú, mấu chốt thời khắc, lâm phong khôi phục rồi hành động. Đồng thời phóng thích đi ra rồi hư huyễn chú, này không khả năng, hỏa đức đại thánh gào thét lên đến, không có cách gì tiếp nhận phát sinh hết thảy, mắt thấy lấy liền muốn giải quyết triệt để Lâm Phong rồi, tuy nhiên lại xuất hiện rồi cực hạn đảo ngược. Này loại to lớn tranh lệch, vô luận phát sinh ở ai trên người, đoán chừng đều khó mà tiếp. Lâm Phong cười lạnh lấy nói rằng, hỏa đức đại thánh, người đối chính mình thủ đoạn quá tự tin rồi, ta 15 trọng thiên hỏa đã mang đóng băng chỉ thuật lực lượng suy yếu đến cực hạn rồi, mặc dù ta thân thể cũng bị đóng băng, nhưng ta xác thịt vô song. Này loại suy yếu đến cực hạn đóng băng đối ta thân thể căn bản không có cách gì hình thành tiếp tục tính đóng băng, cũng chỉ là phong ấn rồi ta một hai cái hít thở thời gian mà thôi, ta theo đó cõi ra rồi phong ấn. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phong mang kim cương khuyên tế ra. Càn khôn nhất trịch, hết sức bùng nổ, ông, kim cương khuyên chấn động hư không, hướng lấy hỏa đức đại thánh bay đi. Kim cương khuyên loại này pháp bảo đối với giải sừng sinh linh trời sinh có to lớn tác dụng khắc chế. Vừa lúc này hỏa đức đại thánh giải lấy châu sừng một dạng sừng. Dùng kim cương khuyên đối phó hỏa đức đại thánh là tương đương không sai tuyển chọn kim cương khuyên uy lực lúc đầu liền tương đương lớn mạnh làm lâm phong hết sức đánh ra kim cương khuyên uy lực càng là tiêu thăng đến có thể dung chuyển núi cao trình độ kia hỏa đức đại thánh xem đến kim cương khuyên bay đến không có cách gì tránh né liền lắc lư lấy nó kia to lớn không gì sánh được châu sừng hướng lấy kim cương khuyên hung hăng đỉnh đi qua bịch một tiếng khổng lồ tiếng vang truyền ra hỏa đức đại thánh châu sừng cùng kim cương khuyên hung hăng va chạm ở cùng một chỗ lớn mạnh lực lượng kém điểm vỡ nát rồi thiên địa hỏa đức đại thánh bản thân đã bị thương, chiến lực ngã xuống rồi rất nhiều. Lại thêm lên đột nhiên bị đến kim cương khuyên công kích, bị giết rồi một cái trở tay không kịp. Do đó, không có có khả năng tiếp nhận ở kim cương khuyên lần này công kích. Kia to lớn thân thể, ầm vang ngã trên đất, chân đại địa đều ở đung đưa kịch liệt, giống như là một tòa thái cổ thần sơn sụp đổ một loại. Đáng chết, đáng chết a, bản tọa là vô địch, hỏa đức đại thánh gầm thét bắt đầu, hắn nếm thử lấy bỏ dậy. Nhưng cái này thời gian, Kim Cương khuyên ở Lâm Phong thao túng phía dưới, một đánh tiếp lấy một đánh hướng lấy Hỏa Đức Đại Thánh oanh giết mà đi. Hỏa Đức Đại Thánh vừa mới bỏ dậy liền bị lại lần nữa đánh sập. Trong lúc nhất thời, không có cách gì thoát khỏi Kim Cương khuê. Công kích, mà Lâm Phong biết rõ, này loại cấp bậc tồn tại, thủ đoạn nhiều lấy đâu, nếu là bị nó tìm tới thời cơ lợi dụng. Quay người liền có thể chạy trốn, vì rồi phòng ngừa Hỏa Đức Đại Thánh chạy trốn, Lâm Phong mang Thiên Cơ Tiên Trần tế ra, ở kim cương khuyên không ngừng tập kích quấy rối hỏa đức đại thánh thời gian thiên cơ tiên trần bụi đuôi sợi tơ thì là nhanh chóng biến dài sau đó nhanh chóng hướng lấy hỏa đức đại thánh thân thể quấn quanh mà đi hỏa đức đại thánh rất nhanh liền bị quấn quanh thành rồi bánh trưng một loại thế nhưng là hỏa đức đại thánh này ra hỏa thật sự là quá mạnh rồi liền tính bị quấn quanh nhưng như cũ còn ở vùng vẫy như cũ còn có thể hành động thiên cơ tiên trần bụi đuôi sợi tơ có thể hạn chế hành động của nó nhưng cũng chỉ là hạn chế rồi một bộ phận hành động mà thôi, không thể triệt để vây khốn nó. Biến biến biến, hỏa đức đại thánh gầm thét liên tục, theo lấy nó âm thanh rơi xuống, chỉ thấy hỏa đức đại thánh thân thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng biên lớn. Một loại, đỉnh cấp cường giả, đặc biệt là những này hình thù kỳ L quái dáng tồn tại, thi triển biên hóa chỉ thuật, cũng không phải là đơn thuần biến lớn biến nhỏ như vậy đơn giản. Bọn chúng biến hóa chi thuật bình thường đều là cực kỳ nghịch thiên sát chiêu thậm chí khả năng là ép dương đáy tuyệt chiêu một loại thủ đoạn. Không phải là tùy tiện thi triển, một khi thi triển, tuyệt đối có thể bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm uy năng đến. Hiển nhiên, này hỏa đức đại thánh bị buộc quá lợi hại rồi, hiện tại đã không có kỳ gì rồi, do đó, liền ép dương đáy thủ đoạn đều thi triển đi ra rồi. Này hỏa đức đại thánh thân thể biến được càng lúc càng lớn, mà theo lấy nó thân thể không ngừng biến lớn, lâm phong thiên cơ tiên trần đối hỏa đức đại thánh sự trói buộc biến được càng ngày càng yếu bắt đầu hỏa đức đại thánh ở không ngừng dẫy ruộng lấy. Lâm Phong cảm giác, thiên cơ tiên trần nên trèo chống không được rồi bao lâu. Thế là Lâm Phong liền không do dự nữa, trực tiếp mang kia chấn thiên thạch bị tế rồi đi ra. Chấn thiên thạch bi, mãnh liệt chấn động hư không, tiêu tán đi ra ba động. Nhưng người kinh dị, Lâm Phong có đoạn thời gian không có thôi động chấn thiên thạch bi rồi, chấn thiên thạch bi uy lực tự nhiên không có cần nhiều nói. Theo lấy Lâm Phong tu vi không ngừng tăng lên, chấn thiên thạch bi uy lực biến được càng thêm lớn mạnh lên đến rồi. Bây giờ, ở lâm phong thôi động phía dưới, chấn thiên thạch bi, thần huy minh mông, trực tiếp hướng lấy hỏa đức đại thánh chấn áp mà đi. 12 khối chấn thiên thạch bi, hình thành rồi cộng hưởng. Nhưng kia hỏa đức đại thánh, đều rất là hết sức kinh hãi. Hỏa đức đại thánh là kiến thức rộng rãi chi người, xem đến chấn thiên thạch bi về sau, nó quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt, dù sao chấn thiên thạch bi này loại đồ vật, thế nhưng là so kiếm đá còn muốn càng thêm thần bí cũng càng khó siêu tập, không phải nói người có thực lực liền có khả năng thu lấy chấn thiên thạch bi. Còn cần cần phải có tràn đầy như biển khí vận, mà có khả năng thu lấy 12 khối chấn thiên thạch bi chi người, hỏa đức đại thánh cũng không có gặp qua. Hỏa đức đại thánh phóng thích ra càng thêm lớn mạnh lực lượng tránh thoát thiên cơ tiên trần quấn quanh, nhưng đã không kịp rồi. Chấn thiên thạch bị chấn áp xuống, hỏa đức đại thánh lực lượng, lập tức bắt đầu suy giảm bắt đầu. Đáng chết ra, hỏa đức đại thánh gầm thét bắt đầu, người đến cùng là cái gì quái thai, vì cái gì có thế nào của quái kỳ lạ bảo bối. Lâm Phong cười lạnh rồi một tiếng, không có phản ứng hỏa đức đại thánh, mà là tiếp tục trấn áp hỏa đức đại thánh. Hỏa đức đại thánh vùng vẫy một phen, biết rõ chính mình không có cách gì đối kháng Lâm Phong. Nó con người chuyển rồi chuyển, nói rằng, ta nhận thua, ta cầu xin tha thứ. Chúng ta đàm phán đi không đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều bồi thường. Lâm Phong cười lạnh lấy nói rằng, đàm phán, đền bù, ha ha, Ngươi nghĩ nhiều rồi, người duy nhất giá trị chính là thực lực không tệ, có thể trở thành ta ché săn, bán mạng cho ta, nhưng cũng tiếc là, ta không hề muốn nhận dưới ngươi con chó này. Ta trước đó đã nói, muốn giết rồi ngươi, cho nhân tộc ta thủy tổ khôn báo thù rửa hận, ta cái này người, luôn luôn đều là nói lời giữ lời, đã nói rồi này lời nói, liền phải làm đến mới là. Tiếng nói rơi xuống, lâm phong hướng lấy bị trấn áp hỏa đức đại thánh bay đi. Bá, hắc long kiếm hiện lên ở tay bên trong ngươi không thể giết ta a à. hỏa đức đại thánh hoảng sợ giống to lên đến lâm phong vẻ mặt hờ hững tay nâng kiếm rơi phốc phốc một tiếng máu tươi bắn tung tóe hỏa đức đại thánh kia to lớn không gì sánh được đầu lâu mút trời mà lên kia thân thể khổng lồ ẩm vang ngã trên đất đã khi tuyệt bỏ mình chương mười nghìn hai trăm hai mươi sáu hắc hà hàn băng hỏa thần hiệu chu sát rồi hỏa đức đại thánh này người lâm phong cũng giải ra rồi một hơi hắn tâm tình tương đương không sai hỏa đức đại thánh, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại cuối cùng là đền tội rồi, cũng tính là vì nhân tổ khôn báo thù rửa hận rồi đương nhiên. Năm đó chi hung thủ, không riêng chỉ là hỏa đức đại thánh một người. Còn có cái khác người, đằng sau nếu là có cơ hội, nhất nhất thu thập hết. Hiện tại việc cấp bách thì là luyện hóa hỏa đức đại thánh cái này hắc hà hàn băng hỏa. Cái này thiên hỏa, thế nhưng là tương đương đặc biệt một loại thiên hỏa. Luyện hóa về sau, đối lâm phong chỗ tốt vô hạn. Hỏa đức đại thánh, cống hiến ngươi sau cùng một điểm giá trị A. À. Lâm Phong vung tay lên, thiên hỏa tuôn động mà ra, bao phủ ở hỏa đức đại thánh thân thể. Thiên hỏa thiêu đốt, hỏa đức đại thánh máu thịt rất nhanh đã bị lưu ơ hóa thành rồi bản nguyên. Hỏa đức đại thánh trước là ngư dược cấp bậc, nhưng hiện tại rất xuống rồi xuống đến, nếu là trước tu vi, hắn bản nguyên đối Lâm Phong vẫn có không nhỏ giúp đỡ. Nhưng hiện tại, hắn tu vi rất xuống xuống đến, hắn bản nguyên Lâm Phong đã trướng mắt rồi. Bất quá đối với nhất mạnh thiên đoàn các tu sĩ khác thì còn là vật báu vô giá cấp bậc bảo bối. Lâm Phong nghĩ đến chờ cùng nhất mạnh thiên đoàn tụ hợp về sau, lại đem bảo vật này, phân cho nhất mạnh thiên đoàn thành viên, nhưng bọn họ nâng cao tu vi. Trừ rồi bản nguyên ở ngoài, hỏa đức đại thánh thừa xuống liền chỉ có thiên hỏa rồi. Này đoàn thiên hỏa chính là màu đen ngọn lửa, lơ lửng ở hư không bên trong, xem lấy có chút băng lãnh. Hắc hà hàn băng hỏa, ta nếu là không có cảm. Ứng sai lời nói, Người tựa hồ sinh ra ra tới rồi hỏa linh, rất tốt, có hỏa linh tình huống bên dưới còn không có chạy trốn, rất được ta ý, nhìn ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi yên tâm, ta sẽ không hủy diệt ngươi hỏa linh, sẽ nhường nó bảo tồn xuống đến. Lâm Phong đối hắc Hà Hàn băng hỏa nói rằng, hỏa linh thì là nói rằng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hỏa đức đại thánh sớm liền không đi rồi, ta đương nhiên hy vọng. Thay minh chủ, thiên hỏa chỉ linh cái này tồn tại, rất khó có trung thành. Rốt cuộc không phải nhân loại, không có nhân loại tình cảm. Lâm Phong nói rằng, người đã xem rất rõ ràng, kia hiện tại, liền bị ta luyện hóa a. Lâm Phong nói qua, liền muốn cắn nuốt rồi này hắc hà hàn băng hỏa. Hắc hà hàn băng hỏa, cũng không có từ chối. Lâm Phong luyện hóa thiên hỏa kinh nghiệm quả thực là quá phong phú rồi, đối với người khác mà nói, luyện hóa thiên hỏa, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh nguy hiểm sự tình. Đối với Lâm Phong đến nói, tuy nói còn tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng những này nguy hiểm, còn không đến mức nhường Lâm Phong luống cuống tay chân, còn nữa nói, làm thiên hỏa phối hợp Lâm Phong về sau. Những này cái gọi là nguy hiểm, liền không đáng nhắc tới rồi, chính như cùng hiện tại, hắc hà hàn băng hỏa hỏa linh rất phối hợp Lâm Phong. Lâm Phong luyện hóa chi lộ, hết sức thuận lợi, Lâm Phong trên đại thể cảm ứng rồi hắc hà hàn băng hỏa bao hàm pháp lực khổng lồ trình độ cùng tỉnh thuần trình độ, đại khái cùng bài danh thứ 21 hoặc là 22 trái phải thiên hỏa cờ chống tương đương. Đương nhiên, những này đều không phải là chuyện trọng yếu nhất tình. Chuyện trọng yếu nhất là, hắc hà hàn băng hỏa loại này hàn băng thuộc tính, nhưng Lâm Phong cảm giác không gì sánh được thoải mái. Hắn cảm giác thân thể dường như đạt được rồi loại nào đó đặc thù thăng hoa một dạng. Muốn phiêu phiêu dục tiên rồi, thoải mái, thoải mái, Lâm Phong chưa bao giờ cảm giác như thế thoải mái qua. Nóng bỏng dương thuộc tính thiên hỏa, rốt cuộc tìm được rồi ngăn được người. Bây giờ là âm mặt trời giao thái, âm mặt trời tuần hoàn sinh sôi không ngừng, chỉ riêng đạt tới cân đối, mới có thể đối tu sĩ kiến tạo ra tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Đương nhiên rồi, bởi vì Lâm Phong luyện hóa thiên hỏa quá nhiều rồi, những này thiên hỏa trên cơ bản để là dương thuộc tính thiên hỏa, mà hàn băng thuộc tính thiên hỏa chỉ có một cái. Nghĩ muốn đạt tới trăm phần trăm, âm dương hòa hợp trạng thái, là ca ơ bản không có khả năng. Rốt cuộc một âm đối nhiều mặt trời, bản thân chính là bất bình chờ một loại đối so. Nhưng tốt ở, hiện tại, Lâm Phong đang cố gắng khống chế thân thể trong những ngày thiên hỏa chậm rãi hướng lấy âm dương hòa hợp đi đến gần. Mà luyện hóa này hắc hà hàn băng hỏa về sau Lâm Phong Tu Vi cũng được đến rồi trực tiếp phản hồi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tu Vi muốn hoàn thành đột phá rồi. Lâm Phong không dám trần chờ, tranh thủ thời gian thiêu đốt lượng lớn siêu cấp tiên thạch đến cung cấp bản thân đột phá cần thiết năng lượng. ở siêu cấp tiên thạch cung cấp phong phú tình huống bên dưới ở Hắc Hà Hàn băng hỏa phụng dưỡng cha mẹ bên dưới. Lâm Phong tu vị, liên tiếp trèo thăng lên. Trước, Lâm Phong là 32 tòa tiên điện tu vi. Rất nhanh đã đột phá đến rồi 33 tòa, ngay sau đó là 34 tòa tiên điện, lại sau đó là 35 tòa tiên điện, mãi cho đến 35 tòa tiên điện đỉnh phong. Khoảng cách 36 tòa tiên điện chỉ có một bước ngắn thời điểm, rồi mới đỉnh chỉ rồi xuống đến. Kém điểm liền ngay cả tục lấy được 4 tòa tiên điện đột phá, thật là khó lường sự tình, một dạng thiên hỏa, thậm chí so hắc hà hàn băng hỏa đẳng cấp cao thiên hỏa, cũng không thể kích thích Lâm Phong thân thể, liên tục đột phá như thế nhiều đẳng cấp. Chủ yếu vẫn là hắc hà hàn băng hỏa so sánh đặc thù, dùng hàn băng thuộc tính, trung hòa nóng bỏng dương thuộc tính lực lượng. Này đối Lâm Phong thân thể, tạo thành ảnh hưởng, vượt xa tưởng tượng. Do đó đột phá thời điểm, cũng so sánh ngang tàng. Lâm Phong tự nhiên không gì sánh được thỏa mãn rồi, rốt cuộc, hắn hiện tại đột phá xác thực quá khó khăn rồi, Tuy nói bởi vì đại thiên đại tự tại thần công nguyên nhân, Lâm Phong sẽ không gặp đến cảnh giới hàng rào, thế nhưng là bởi vì bản thân tích góp quá kinh khủng nguyên nhân, nghĩ muốn đột phá, cũng cần một chút cơ hội. Rất nhiều thời điểm, chính là như thế, không có thuận buồm xuôi gió sự tình. Mà trừ rồi bản thân cảnh giới nâng cao ở ngoài, Lâm Phong linh hồn lực lượng, vậy đạt được rồi đột nhiên tăng mạnh một dạng nâng cao. Hắn linh hồn cảnh giới, từ 93 tòa tiên điện, tăng lên tới rồi 95 tòa tiên điện cấp độ, nâng cao rồi hai cái đẳng cấp, không có bản thân cảnh giới nâng cao nhiều, bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc hiện tại Lâm Phong linh hồn cảnh giới so bản thân cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nâng cao tự nhiên sẽ chậm chạp một chút, thân thể cũng có chỗ tăng mạnh, bất quá như cũng không đủ để hoàn thành đột phá, cho nên vẫn là ngư dược bảy nặng cửa trình độ. Lần này luyện hóa hắc hà hàn băng hỏa, Lâm Phong chỉnh thể thực lực, đạt được rồi long trời lở đất một dạng nâng cao. Nhưng Lâm Phong không gì sánh được thỏa mãn mà còn không nên quên mất, lâm phong tuyệt thế sát chiêu đốt trời chi nộ, mỗi lần nhiều nhất một loại thiên hỏa, uy lực đều sẽ thẳng tắp bão tố lên cao. Đốt trời chỉ nộ hiện tại có thể dung nhập 16 loại thiên hỏa rồi. Suy nghĩ một chút, đều làm người cảm giác kích động a. À. Lâm Phong lập tức ở chỗ này tìm kiếm rồi một phen, xem xem đúng không đúng còn có cái khác một chút bảo bối, nhưng đáng tiếc không có tìm được, thậm chí không có tìm được hỏa đức đại thánh chữ vật giới chỉ, cũng không biết là không phải là năm đó đại chiến thời điểm tổn hại rồi bất quá đây đều là bàng chỉ nhánh cuối rồi lâm phong cũng không có để trong lòng lâm phong tính toán rồi một ít thời gian còn có một ít thời gian mới đến ngăn trở mang mở ra thời gian đâu do đó lâm phong quyết định ở cái địa phương này bế quan một đoạn thời gian vừa vặn thừa này thời gian củng cố tu vi đồng thời còn có thể tiên một bước nghiên cứu một tí các loại thần thông đạo pháp tiếp xuống đến một đoạn thời gian bên trong lâm phong liền ở thời gian không gian bên trong toàn tâm tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt, đi ra rồi ngăn trở mang sắp mở ra thời gian rồi. Ngăn trở mang khu vực, gió bão tàn sát bừa bãi cực kỳ lợi hại. Mà Lâm Phong, cũng ở này lúc, xuất quan rồi. chương 10227, yêu quân thanh âm. Lâm Phong đi đến bên ngoài thời điểm, bên ngoài tu sĩ cũng nhiều rồi bắt đầu. Tuy nói ngăn trở mang gió bão rất xuống thời điểm, xuyên Việt ngăn trở mang tu sĩ như cũng không tính quá nhiều. Nhưng nghe nói một tháng một lần thay đổi chỉ lúc, này ngăn trở mang bên trong có đôi khi sẽ có bị niêm phong bảo tồn ở nó trong trí bảo từ ngăn trở mang nội bộ bay ra đến do đó một chút tu sĩ sẽ ở cái này thời điểm qua đến ôm cây đợi thỏ không ít người đều do đó được rồi cơ duyên lâm phong cảm thấy những này người đại khái dẫn cũng là tới đây tìm vận may a à. chân chính nghĩ muốn xuyên việt ngăn trở mang tu sĩ là tương đối ít ngăn trở mang gió bão dị thường cuồng bạo nhưng lâm phong cảm thấy vậy đại khái chính là sau cùng điên cuồng rồi a à. Chờ này sóng gió bão đi qua về sau, ngăn trở mang lực phá hoại liền sẽ xuống đến thấp nhất. Nghĩ muốn xuyên Việt ngăn trở mang vào vào ngoài ra một mặt tu sĩ. Liền có thể thừa này cơ hội đi qua rồi. Lâm Phong kiên nhẫn cùng chờ đợi. Lâm công tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngày mai, kinh ngạc vui mừng, thanh âm truyền đến, vân ra một đám mỹ nữ bay tới, nói chuyện chính là vân hát. Vừa bắt đầu thời điểm, là vân nguyệt đối Lâm Phong so sánh tốt, về sau Lâm Phong thể hiện ra đến thực lực cường đại về sau vân hy cùng vân như đối lâm phong vậy không gì sánh được nhiệt tình bắt đầu chỉ là lâm phong không thể nào nguyện ý trả lời các nàng xinh đẹp nhiều nữ nhân rồi không phải là ngươi lấy lại qua đến ta ta liền tiếp nhận rồi đương nhiên trên mặt mũi còn là muốn chiếu cố một tí lâm phong sẽ không biểu hiện quá mức tại cự nhân ngàn dặm ở ngoài rất nhiều người sớm đã bị vân ra chúng mỹ hấp dẫn rồi ánh mắt chuyện không có cách nào khác tình mỹ nữ vô luận đi đến ở đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm Càng Huống Chi, Vân gia này mấy cái nữ nhân. Một cái so một cái xinh đẹp, đặc biệt là Vân Bồng Bình, đây tuyệt đối là lịch sử cấp bậc mỹ nữ, liếc một cái khó quên, xem đến Vân gia chúng, nữ đem Lâm Phong bao vây lại, đều là có chút nhiệt tình cùng Lâm Phong trèo đàm. Rất nhiều người đều không tự hơi hơi ngẩn người, tiếp theo có người nói nói, mẹ nó a, à, kiệt tiểu tử là ai a, à? như thế nhiều cực phẩm, không người nào không phải nữ thần a, à, vậy mà đối hắn nhiệt tình như vậy. Này cái gì tình huống a? À? ngữ khí tự nhiên là chua chát tràn ngập rồi hâm mộ đố kỵ hận có người thì là nói rằng các người biết rõ những nữ nhân kia thân phận sao ta nếu là không có nhìn lầm lời nói bọn họ nên là thần thánh yêu quốc vân ra người cái gì thần thánh yêu quốc vân ra người đây chính là vượt qua thời đại cổ xưa thế lực rồi những nữ nhân này thân phận không đơn giản a à? có người giật mình nói nói tiếp theo lại có người nói nói những nữ nhân này không đơn giản đối kia tiểu tử còn nhiệt tình như vậy này nói rõ kia tiểu tử lại càng không đơn giản. Rất nhiều người đều suy đoán Lâm Phong thân phận, chỉ là đối với những này người đến nói, Lâm Phong nhất định là một cái người xa lạ. Vân Bồng Bình nói rằng, đoán chừng còn có nửa ngày thời gian, liền có thể mặc đi ngăn trở mang rồi. Các ngươi kỳ thật có thể không có cần mạo hiểm đi qua. Lâm Phong nói rằng, Vân Nguyệt nói rằng, chúng ta có thể cho công tử làm cái người dẫn đường. Vân Nguyệt chỗ nói người dẫn đường, tự nhiên chỉ là cùng đối diện yêu tộc bất tử sinh linh hợp tác. Bất quá Lâm Phong hiện tại đạt được rồi chuyển kiếp linh mộc. Hắn cảm thấy vấn đề không lón, nhưng người ta vân ra chúng nữ nếu như bởi vậy tâm tư, Lâm Phong vậy không tiện cự tuyệt, còn nữa nói, Lâm Phong còn nghĩ đến cùng vân ra, thậm chí thần thánh yêu quốc đàm một tí tương lai chuyện hợp tác đâu, này kiện sự tình được cùng vân bổng bình đàm. Bởi vì nàng thân phận địa vị so sánh cao, mây tía, vân nguyệt chờ năm người, thân phận tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng một chút trọng, đại quyết định là làm không được chủ. Vân Bổng Bình lại có thể. Này được tìm một cái thời cơ thích hợp, Lâm Phong cũng phải tỏ rõ chính mình thân phận mới đi. Chờ trước xuyên Việt ngăn trở mang rồi nói sau. Lâm Phong đám người tiếp tục cùng chờ đợi. Hai cái nửa canh giờ về sau, ngăn trở mang trong gió bão chỉ lực, bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Mà lúc này đây, ngăn trở mang bên trong, bay ra đến rồi không ít quang đoàn. Những kia quang đoàn bên trong tựa hồ cũng bao vây lấy đồ vật. Rất nhiều dừng lại ở chung quanh tu sĩ xem đến những kia quang đoàn về sau, đều hưng phấn lên, nhao nhao hướng lấy những kia quang đoàn bay đi. Mà những kia quang đoàn, không giống một dạng, dường như có trí khôn một dạng, thoát khỏi rồi rất nhiều tu sĩ chân áp, nhao nhao hướng lấy bên ngoài phóng đi, đương nhiên cũng có một chút quang đoàn bị một ít tu sĩ cho chân áp thu lấy rồi. Thật sự là có bảo bối bay ra đến A, Lâm Phong kinh ngạc nói rằng, hi hi, này thời không hội tụ chỉ địa, bảo bối chính là nhiều, cơ duyên chính là nhiều. Vân Hát cười lấy nói rằng, nàng nhiệt tình có chút quá mức rồi. Lâm Phong cảm thấy, hắn chỉ cần nghĩ, tuyệt đối có thể, ngắt lấy rồi, này đóa mềm mại tiểu hoa đóa chỉ là Lâm Phong, không có này phương, diện tâm tư mà thôi. Lâm Phong nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tốt mọi người gật đầu, mọi người rất nhanh hướng lấy ngăn trở mang phương hướng bay đi, ngăn trở mang mặc dù không có trước như vậy nguy hiểm rồi, nhưng như cũ vẫn là cực kỳ nguy hiểm địa phương, do đó mọi người cũng chưa cưỡi vân ra trưởng khống thời không phi hành toa lâm phong phía trước ngũ nữ ở bên trong vân bồng bình thì là rơi ở rồi sau cùng bọc hậu dạng này có thể cam đoan một trước một sau đều có đỉnh cấp cường giả áp trận gặp đến nguy hiểm cũng có thể ung dung ứng đối trừ rồi lâm phong bọn họ còn có một ít tu sĩ vậy tiến vào rồi ngăn trở mang bên trong xem ra cũng muốn xuyên việt ngăn trở mang này cũng bình thường xuyên việt ngăn trở mang tu sĩ tuy rằng không nhiều nhưng vẫn là có một chút ngăn trở mang trong bao hàm lấy phức tạp thời không pháp tác chi lực do đó diện tích rất lớn lâm phong bọn họ bay đi rồi thời gian một ngày mới vừa tới trung bộ khu vực mà thôi này thời gian một ngày một mực không có gặp đến nguy hiểm thế nhưng là đến trung bộ khu vực về sau lâm phong bọn họ lại gặp được rồi công kích lượng lớn thời không trùng bày từ vỡ tan thời không bên trong khoan rồi ra tới đối lâm phong đám người mở rộng rồi vây công thời không trùng bầy chủng loại có rất nhiều tự nhiên có mạnh mẽ có nhỏ yếu vây công lâm phong đám người thời không trùng bày chính là một loại cùng loại với thi miết một dạng thời không trùng bầy. Lâm Phong bọn họ vậy là lần đầu tiên nhìn thấy loại này côn trùng, loại này côn trùng sức chiến đấu dị thường mạnh mẽ, vũ trụ đại lão cấp bậc cường giả bị vây công, chỉ sợ cũng đường chết một cái. Chỉ là, Lâm Phong bọn họ quá mạnh rồi, không nói Lâm Phong đã tương đương với hơn một ngàn tòa tiên điện cường giả. Đã nói này Vân Bồng Bình, cũng là tiếp cận ngàn tòa tiên điện cường giả. Mà Vân ra ngũ nữ, vậy đều có dựa vào, chiến lực 10 phần mạnh mẽ dạng này một cái đoàn đội đối phó thời không trùng bày chỉ cần cẩn thận một chút còn là không có vấn đề tối thiểu nhất phá vòng vây ra ngoài vấn đề không lớn thời không trùng bầy, lâu công không dưới vỡ tan thời không bên trong truyền ra đến rồi bén nhọn tiếng kêu chói tai tựa hồ là thời không trùng bày thủ lĩnh phát ra lui lại thanh âm nghe đến thanh âm kia về sau dậm dạp chẳng chịt thời không trùng bầy, bắt đầu hướng lấy vỡ tan thời không lui lại xem đến thời không trùng bày lui lại Lâm Phong đám người vậy thở dài ra một hơi, bọn họ cũng không nghĩ cùng thời không trùng bầy chết dập đầu đi xuống. Bọn họ ý định rất nhanh rời khỏi mảnh đất thị phi này. Nhưng cái này thời điểm, yêu quân thanh âm, lại đột nhiên vang vọng ở Lâm Phong trong đầu óc. chương 10228, yêu tổ cấp nội đan. Này vỡ vụn thời không bên trong tựa hồ có một chút không quá thích hợp, tiến vào trong đó xem xem. Yêu quân nói rằng, dưới tình huống bình thường, yêu quân không mở miệng, đã mở miệng, vậy nhất định là có chỗ cảm ứng chỉ là yêu quân không gì đáng trách quá rõ ràng xem đến yêu quân đối tình huống bên trong cũng biết chỉ không rõ đã nhưng như thế lâm phong liền không có hỏi nhiều lâm phong đối vân phiêu nhiên bọn người nói nói này vỡ vụn thời không bên trong giống như có chút không đúng các người chờ ở bên ngoài ta tiến vào trong đó xem xem là cái gì tình huống vân hy kinh hô một tiếng nói rằng kia thế nhưng là thời không bày trùng hang ổ a à, tiến vào trong đó quá nguy hiểm rồi a à, còn là không muốn đi vào rồi a à, lâm phong nói rằng không cần lo lắng thật nếu là gặp đến không đúng tình huống ta cũng có thể nhanh chóng lui đờ ra vân phiêu nhiên nói rằng nếu không chúng ta cùng người cùng một chỗ đi vào a à, dạng này cũng có một cái chiếu ứng lâm phong nói rằng không cần ta một cái người ngược lại dễ dàng hơn làm việc mà lại các ngươi ở bên ngoài cũng có chỗ tốt nếu là xem đến ta gặp đến phiền phức các ngươi có thể ra tay trợ ta giúp một tay vân phiêu nhiên gật rồi gật đầu nói rằng tốt chúng ta sẽ một mực quan sát lấy tình huống bên trong, người chính mình cũng muốn làm tâm một chút. Ừm, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức hướng lấy kia vỡ vụn thời không bay đi, Lâm Phong trên người mang lấy định phong châu một loại trí bảo. Ở vỡ vụn thời không bên trong qua lại như con thoi, vấn đề không lớn. Chỉ là tổn thất một chút thọ nguyên mà thôi, mấy trăm vạn năm, đối với hắn tới nói, còn có thể tiếp nhận, Lâm Phong thành công tiến vào rồi kia vỡ vụn thời không nội bộ khu vực. Vỡ vụn thời không nội bộ khu vực cùng ngoại bộ khu vực không một dạng, nội bộ khu vực so sánh ổn định. Cái này nội bộ khu vực diện tích rất lớn, sương mù mờ mịt, tản ra một luồng nồng đậm tanh hôi vị đạo, cùng những kia thời không bầy trùng trên người mùi vị một mô một dạng. Chân thực là quá khó ngửi rồi, nhưng người buồn nôn, có một chút côn trùng bốn phía phi hành lấy, tựa hồ đang đi tuần. Lâm Phong biết rõ bậc cao cấp bầy trùng, trí tuệ cũng là tương đối cao. Có chặt chẽ phân công, ví dụ như ai tuần tra, ai kiếm ăn người nào chịu trách nhiệm truyền tông tiếp thay kéo dài trùng tộc chờ 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 lâm phong thì triển ra đại hư không thuật ẩn nấp rồi thân hình do đó những kia tuần tra côn trùng cùng lúc chưa phát hiện lâm phong tung tích lâm phong một đường đi sâu vào vỡ vụn thời không một cái giờ về sau lâm phong đi đến rồi chỗ sâu vị trí hắn xem đến rồi một tòa to lớn không gì sánh được trùng tổ kia trùng tổ chính là một cái viên cầu hình thái nhìn từ đằng xa, giống như là một quả tinh cầu một dạng. Mặt trên có vô số lỗ thủng, lít nha lít nhít, lượng lón côn trùng, theo từng cái lỗ thủng bên trong, chui tới chui lui. Nếu là có giày đặc sợ hãi chứng người đi tới nơi này, xem đến này loại tình huống, tuyệt đối phải tại chỗ qua đời. Dù là lâm phong, cũng là lần thứ nhất xem đến thời không bày trùng loại này tồn tại hang ổ. Đều có một loại cảm giác ra đầu tê dại, này nếu là tiến vào trong đó, thì tương đương với bị vô cùng vô tận thời không bầy trùng bao vây a à. nghĩ nghĩ đều cảm giác kích thích nhưng loại kích thích này cũng không phải là cái gì tốt việc không cẩn thận khả năng ném rồi nhỏ mệnh lâm phong nói rằng yêu quân ngươi sẽ không muốn nhường ta đi vào xem xem a à. đúng vậy a à, tiên vào trong đó xem xem ta cảm giác nơi này giống như có cái gì đặc biệt đồ vật đối ngươi ta đều là rất có ích lợi yêu quân nói rằng chán đúng sao lâm phong hỏi ngược một câu lập tức thu thập tâm tình một chút, tiếp tục hướng lấy kia thời không bầy trùng hang ổ bay đi. Hắn tuyển chọn rồi một đầu lỗ thủng tiến vào trong đó. Lâm Phong như cũ là ẩn thân trạng thái, mà lại hắn chỉ có thể là thu lại khí tức, mang này loại ẩn thân trạng thái, làm đến hoàn mỹ trình độ. Dạng này, tài năng đủ tránh đi bầy trùng cảm nhận. Rất nhanh Lâm Phong liền tiến vào lỗ thủng bê trong, chờ tiến vào lỗ thủng về sau mới biết rõ thời không bầy trùng hang ổ đến cùng bao nhiêu khủng bố, không chỉ chỉ là khủng bố, còn buồn nôn, lỗ thủng mặt trên nằm sắp lấy lít nha lít nhít côn trùng. Mà lại những này côn trùng sẽ bài tiết đi ra mọi loại dịch nhờn. Những này dịch nhờn vừa thối lại tanh, còn tới chỗ tí tách, Lâm Phong mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng người kỳ thực có ơ ở nơi này thời không bên trong, do đó không thể không tránh né kia tí tách xuống tới dịch nhờn, bằng không lời nói liền tí tách ở trên người rồi. Một khi tí tách ở trên người, không phải bị những này côn trùng phát hiện. Hắn mã! Này côn trùng cũng quá có thể sinh sôi rồi, này cần nhiều ít a. À. Lâm Phong không khỏi có chút lẩm bẩm, trước đó vây đánh bọn họ bầy trùng liền đã rất nhiều rồi, nhưng cùng hang ổ bên trong bầy trùng so lên đến, lại căn bản không tính cái gì. Như thế to lớn bầy trùng, thật sự là ít thấy. Dù sao Lâm Phong cũng là bồi dưỡng qua mấy chỉ trùng tộc, số lượng cùng trước mắt chỉ này bầy trùng so lên đến, thật là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn rồi. Lỗ thủng quanh co, chín quẹo 18 rẽ bất quá yêu quân có đặc thù cảm ứng có khả năng cho lâm phong chỉ thị cho nên lâm phong mặc dù ở quay tới quay lui nhưng kỳ thực một mực ở hướng lấy chỗ sâu xuất phát hơn ba cái giờ về sau yêu quân nói rằng rất gần ta cảm giác ngay ở phía trước không xa chỗ lâm phong hít thật rồi sâu một hơi hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy chỗ sâu bay đi lại tha qua rồi mấy đầu lỗ thủng về sau trước mặt bỗng nhiên biến được rộng rãi sáng sủa bắt đầu xuất hiện rồi một tòa to lớn lòng núi. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tiến vào trong đó, liền xem đến lòng núi này bên trong, có một cái to lớn ao, ao bên trong thì là lít nha lít nhít chất lỏng. Là loại kia nhấp nhúa chất lỏng, nhìn lấy rất buồn nôn, nhưng ẩn chứa năng lượng lại tương đương tỉnh thuần, tuyệt đối là trí bảo. Chỉ là này đồ vật, nhưng Lâm Phong buồn nôn, liền xem như trí bảo, Lâm Phong đều chẳng muốn thu lấy. Chân thực là luyện hóa không đi xuống A, mà ở kia ao bên trong, còn nằm lấy một chỉ to lớn côn trùng, kia côn trùng được có trên trăm mét dài, cùng còn lại thi miết một dạng ngoại hình côn trùng không một dạng, này chỉ côn trùng thân thể, vậy mà là gần như trong suốt một dạng màu sắc, trong suốt sáng long lanh, đây cũng là trùng sau a, lâm phong không khỏi tự nói nói, không hề là tất cả bầy trùng đều có trùng sau, bởi vì một chút bầy trùng chủ đạo người là nam tính côn trùng, nhưng còn có một chút bầy trùng không một dạng, bởi vì những ngày bầy trùng chủ đạo người là trùng sau nói trắng rồi chính là phụ hệ cùng mẫu hệ bầy trùng khác biệt. một loại mẫu hệ chủ đạo bầy trùng số lượng đều so phụ hệ chủ đạo bầy trùng số lượng khổng lồ hơn nhiều. này đầu trùng sau nằm ở ao bên trong nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ mà ở trùng hậu thân trước lơ lửng lấy một quả châu ngọc viên kia châu ngọc chính là một mai sâu châu ngọc lộ ra một luồng thần bí khó lường vận vị. lâm phong không hề biết rõ kia là cái gì châu ngọc nhưng lâm phong suy đoán hấp dẫn yêu quân qua đến đồ vật nên chính là mai này Châu Ngọc rồi, thế là Lâm Phong hỏi thăm yêu quân, kia Châu Ngọc là cái gì đồ vật. Yêu quân nói rằng, kia là yêu tổ cấp bậc tồn tại ngưng tụ nội đan, xem đến, này trùng sau, cắn nuốt qua yêu tổ thi thể, khó trách chỉ này bầy trùng như thế lón mạnh. Yêu tổ, kia kém không, nhiều là nhân tộc nhân tổ một cấp bậc tồn tại, đối với yêu tộc tới nói, này cũng là bọn hắn cộng tôn tồn tại, vì yêu tộc, làm ra qua không thể xóa nhỏ cống hiên. Nhưng không biết làm sao, cuối cùng bị một chỉ côn trùng cắn nuốt thật đáng buồn đáng tiếc a à, là nghĩ muốn nhường ta mang kia châu ngọc cướp đi sao lâm phong hỏi nói không có sai này châu ngọc có tác dụng lớn chỗ yêu quân nói rằng ta nếm thử ẩn núp đi qua xem xem có cơ hội hay không cướp đi kia châu ngọc lâm phong nói rằng lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy mai này lơ lửng ở trùng hậu thân trước yêu tổ chi châu ẩn núp mà đi chương mười nghìn hai trăm ba mươi vân gia chúng đẹp tương trợ đáng chết nhân loại Người bây giờ đã bị vây bọc rồi lên đến, nghĩ muốn chết thống khoái một chút, liền nhanh điểm mang yêu tổ chi châu giao đi ra, bằng không lời nói, đợi chút nữa người mang muốn sống không được muốn chết không xong. Thân người trùng thủ trùng sau lạnh lùng nhìn lấy lâm phong, kia ánh mắt, liền giống là nhìn lấy một cái chết người một loại, âm lãnh, mà lại khủng bố. Lâm phong mặc dù bị vây bọc rồi lên đến, nhưng còn có thể bảo trì khí định thần nhàn. Đều lúc này, sốt ruột, lo lắng cũng không có dùng. Ổn định tâm thái quan trọng nhất, Lâm Phong nói rằng, kia là yêu tổ truyền thừa xuống tới đồ vật, cùng ngươi có vẻ như cũng không có nhiều lớn quan hệ, ta người đem nó thu đi, đó là bởi vì hắn là yêu tộc tu sĩ, đồ vật lẽ ra trở về yêu tộc tay bên trong. Không biết sống chết, ai thực lực mạnh, ai nói rồi mới tính, trùng sau cười lạnh, lập tức truyền đạt rồi vây đánh Lâm Phong mệnh lệnh. Vô cùng vô tận bầy trùng, đối Lâm Phong triển khai rồi vây đánh. Này căn bản không phải là một cái người có khả năng cùng chi đối kháng nghĩ muốn đột phá vòng vây đều làm không đến off bảy trùng căn bản đột phá vòng vây không đi ra tình huống mặc dù hỏng bét nhưng lâm phong cũng không phải là không có biện pháp đừng quên còn có vong linh quân đoàn đâu lâm phong đem vong linh quân đoàn kêu gọi rồi đi ra trước đó vẫn không dùng tới vong linh quân đoàn trừ rồi bởi vì không nghĩ việc việc đều dựa vào vong linh quân đoàn bên ngoài còn có một cái quan trọng nguyên nhân kia chính là lo lắng vong linh quân đoàn bị hao tổn nghiêm trọng cần muốn nghỉ ngơi lấy sức mấu chốt thời khắc liền trông cậy vào không lên vong linh quân đoàn rồi. Hiện tại, chính là nhất nguy hiểm, thời khắc mấu chốt nhất, có thể dùng trên vong linh quân đoàn rồi. Giết, vong linh quân đoàn xuất hiện về sau, cùng lâm phong cùng một chỗ hướng lấy mặt ngoài giết đi. Vong linh quân đoàn số lượng cùng bầy trùng tự nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng vong linh quân đoàn sức chiến đấu đầy đủ lỡ ôn mạnh. Ở bầy trùng bên trong, giết ra rồi một con đường máu. Đương nhiên, bầy trùng cũng không phải là dễ trêu nhất chủ yếu còn là số lượng quá nhiều rồi, căn bản giết không hết, hai bên lẫn nhau giết, vô cùng thê thảm đến cực điểm. Bầy trùng đại lượng vẫn lạc, vong linh quân đoàn vong linh tu sĩ cũng ở không ngừng vẫn lạc. Chờ lâm phong cùng vong linh quân đoàn giết tới ra miệng vị trí thời gian, vong linh quân đoàn cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Bầy trùng gãy tổn số lượng, càng là đếm không hết rồi. Nhưng liền tính gãy tổn như thế nhiều, nhưng trùng sau như cũ không có vứt bỏ một bộ không chu sát lâm phong thể không bỏ qua hình dạng bất quá đều đã giết tới cái khu vực này vực đột phá vòng vây ra ngoài vấn đề không lớn có ai nghĩ được đến, cái này thời gian kia trùng sau bắt đầu niệm động chú ngữ theo lấy nó đọc lên chú ngữ âm thanh rơi xuống quỷ dị chỉ việc phát sinh rồi chỉ thấy vỡ vụn thời không ra miệng vị trí vậy mà diễn sinh ra đến rồi vô số pháp tắc những ngày pháp tắc bắt đầu phủ kín ra miệng vị trí tựa hồ nghĩ muốn mang này vỡ vụn hư không phong chết cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, để trong này trở thành ngăn cách thế giới, dạng này một đến, Lâm Phong liền sẽ bị triệt để vây chế ở chỗ này. Này vẫy tay đoạn, có thể nói là dương mưu, chỉ là hiện tại Lâm Phong không kịp ngăn cản kia trùng sau thủ đoạn. Này nhường Lâm Phong sắc mặt cũng không khỏi biến được có chút âm u bắt đầu, nếu thật là bị vây ở này vỡ vụn thời không bên trong, kia thế nhưng là tương đương phiền phức sự tình a à. Dâm Dầm dầm dầm, thế nhưng là liền ở cái này thời gian, một trận trận kịch liệt ba động truyền ra lâm phong nhìn đi liền xem đến lượng lớn phù chú bị tế ra những kia phù chú ở diễn sinh ra đến pháp tắc vị trí mãnh liệt nổ tung mang đang diễn sinh nghĩ muốn phủ kín vỡ vụn thời không pháp tắc nổ tàn phá không chịu nổi siêu ngay sau đó một chiếc thời không phi hành khí nhanh chóng hướng lấy lâm phong này bên vào tới là vân ra người vân ra xem như cực kỳ gia tộc cổ xưa xác định vững chắc có rất nhiều lá bài tẩy những kia phù chú nên chính là vân ra chúng nữ át chủ bài một trong rồi giờ này khác này tế ra, nổ nát rồi lượng lớn diễn sinh pháp tắc, trở ngại rồi trùng sau phủ kín vỡ vụn thời không thời gian. Mà kia thời không phi hành khí tốc độ nhanh như thiểm điện một loại. Ngạnh sinh sinh ở bầy trùng bên trong xé rách rồi một cái lỗ hồng. Vân phiêu nhiên đám người thì là bay rồi đi ra, nhanh điểm tiên đến, chúng ta cưỡi ngồi thời không phi hành khí xông ra ngoài. Vân phiêu nhiên âm thanh theo thời không phi hành khí bên trong truyền ra đến. Tốt, Lâm Phong gật đầu, hắn nhanh chóng bay vào rồi thời không phi hành khí bên trong này thời không phi hành khí quay đầu hướng lấy mặt ngoài phóng đi lượng lớn bầy trùng đối thời không phi hành khí phát động công kích nhưng đều bị thời không phi hành khí chống cản ở rồi đương nhiên lâm phòng nơi địa phương khoảng cách ra miệng không tính xa rồi nếu là khoảng cách lại dài một chút lời nói thời không phi hành khí cũng có rất lớn xác suất bị bầy trùng đập nát nhưng may mà hiện tại cùng lúc chưa phát sinh dạng này sự tình Lâm Phong bọn họ cưỡi ngồi thời không phi hành khí xông ra rồi vỡ vụn thời không. Sau đó Lâm Phong mang còn ở cùng bầy trùng chém giết, thừa xuống vong linh quân đoàn, toàn bộ thu vào rồi vong linh chi thư nội bộ. Một đoàn người, cưỡi ngồi thời không phi hành khí, hướng lấy cách trở mang mặt ngoài nhanh chóng phóng đi, trùng sau không cam tâm, cũng giết ra rồi vỡ vụn thời không, dẫn đầu lấy bầy trùng hướng lấy Lâm Phong đám người đuổi giết mà đến. Thế nhưng là, trùng sau tốc độ không kịp thời không phi hành khí tốc độ, bị thời không phi hành khí cho vứt bỏ rồi ở vứt bỏ thời không phi hành khí về sau lâm phòng đám người liền từ thời không phi hành khí bên trong bay rồi đi ra chủ yếu là nơi này còn là cách trở mang bên trong cách trở mang khắp nơi đều là vỡ vụn thời không đối với thời không phi hành khí trùng kích cường độ rất lớn cưỡi ngồi thời không phi hành khí còn là tương đối nguy hiểm nếu là thời không phi hành khí bị hủy rơi mặt trong tu sĩ nhưng liền thảm rồi do đó Lâm Phong đám người tuyển chọn lại không mượn dùng thời không phi hành khí phi hành. Mặt sau liền không có gặp đến nguy hiểm rồi. Bọn họ thành công theo cách trở mang ra đến, đi đến rồi thời không hội tụ chi địa một phía khác. Cuối cùng đi tới nơi này mảnh khu vực rồi, cũng không biết rõ độc tổ đám người hiện tại thế nào rồi. Lâm Phong không khỏi tự nói nói. Lâm Phong nếm thử lấy xem xem đúng không đúng có khả năng cảm ứng đến độc tổ đám người khí thức, dù sao rất nhiều người đều phát ra lời thể, nhận hắn làm chủ, giữa song phương có lời thể khí ước ở, như là xuất hiện ở cùng một mảnh khu vực bên trong, lớn xác suất là có chỗ cảm ứng. Thế nhưng là ở chỗ này, Lâm Phong cái gì đều không có có khả năng cảm giác đến. Lâm Phong nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy khả năng cùng cái này địa phương tính đặc thù có quan hệ A, dù sao cái này địa phương chính là quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại lực lượng lẫn nhau đấu đá thời không hội tụ chỉ địa. Tu sĩ ở chỗ này các loại năng lực đều bị suy yếu rồi không ít. Lời thể khế ước năng lực cảm ứng, đồng dạng cũng bị lớn biên độ suy yếu rồi vân phiêu nhiên nói rằng nếu không chúng ta trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi chờ tu sửa tốt về sau lại xuất phát tiến về phía trước yêu tộc không chết sinh linh bên kia tốt lâm phong gật gật đầu kinh lịch rồi liên tục đại chiến lâm phong xác thực muốn tu sửa một chút ngoài ra yêu quân không phải là thành công mang kia yêu tổ chỉ châu mang ra tới rồi sao lâm phong cũng nghĩ muốn xem xem đúng không đúng có khả năng vớt đến cái gì chỗ tốt không thể toi công bận rộn không phải là mà lại vong linh quân đoàn tổn thất còn như thế nghiêm trọng, cần muốn nghỉ ngơi lấy sức, bỏ ra như thế lớn giá lớn phải trả, Lâm Phong nếu là không thể thu được lấy chỗ tốt, kia thật sự là muốn khóc không ra nước mắt. Mấy người tìm rồi một chỗ yên lặng chi địa, bởi vì vân gia chúng nữ ở, hắn liền không có tiến vào thời gian không gian bên trong, mà là ở bên ngoài tu dưỡng, bất quá Lâm Phong khôi phục tốc độ rất nhanh. Mấy cái giờ liền khôi phục như lúc ban đầu, chờ khôi phục về sau, Lâm Phong liền không kịp chờ đợi cho yêu quân truyền âm, chương 10231, châu trị yêu dịch. Yêu quân, hiện tại có thể nói một giảng như thế nào sử dụng này yêu tổ chi châu rồi. Lâm Phong nói rằng, yêu quân nói rằng, yêu tổ chi châu xem như yêu tổ ngưng luyện rồi cả đời trí bảo, chỗ tốt tự nhiên là vô cùng, đương nhiên đối với yêu tộc chi người, tác dụng nhất lớn, đối với nhân tộc tới nói, tác dụng sẽ đánh không ít chiết khấu. Những này sự tình, Lâm Phong đã sớm có tâm lý chuẩn bị, liền giống như nhân tổ lưu lại xuống đến một ít đồ vật, xác định vững chắc đối nhân tộc lên đến tác dụng là nhất lớn. Đối cái khác chủng tộc lên đến tác dụng, thì là sẽ đánh gãy không ít. Yêu quân tiếp tục nói rằng, bất quá ta đã quan sát rồi này yêu tổ chỉ châu, này yêu tổ chỉ châu nội bộ có thể lấy ra ba chiếc châu chỉ thánh dịch, này ba chiếc châu chỉ thánh dịch cho ngươi rồi, này là yêu tổ chỉ châu nội bộ tỉnh hoa vật chất, bao hàm lấy không có cách gì tưởng tượng năng lượng. Này đồ vật, người có thể lưu lại lây, chờ đột phá vũ trụ đại lão thời gian cầm sử dụng, mấu chốt thời khắc có lẽ có khả năng đối ngươi lên đến to lón giúp đố. Lâm Phong đột phá vũ trụ đại lão là không có trở ngại. Nơi này chỗ nói trở ngại là theo linh hồn cùng đạo tắc áo nghĩa này mấy phương diện mà nói. Lý luận lên đến giảng, linh hồn phương diện không có vấn đề, đạo tắc áo nghĩa phương diện cũng không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ nhiều năng lượng trèo chống. Lại thuận lợi vượt qua lôi kiếp, liền hoàn thành rồi đột phá, nhưng Lâm Phong tình huống không quá một dạng, chủ yếu còn là tích xúc quá đáng sợ rồi đột phá này loại mấu chốt cảnh giới liền tính không có trở ngại cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đột phá còn cần muốn một chút từ bên ngoài đến trợ lực này loại trợ lực thậm chí không phải là đơn nhất có lẽ cần muốn nhiều loại trí bảo tài năng đủ nâng lên hắn hoàn thành thuế biến tích xúc lớn mạnh có tích xúc lớn mạnh chỗ tốt nhưng cũng có sầu người địa phương này có lẽ chính là hạnh phúc phiền não a à. tuy nói đột phá khó khăn nhưng chỉ cần hoàn thành đột phá Tu vi kia nâng cao, tuyệt đối là khó mà tưởng tượng. Lâm Phong nói rằng, này Châu chỉ Thánh Dịch xác thực là tốt đồ vật a, à, hiện tại luyện hóa cũng xác thực lãng phí rồi như thế tốt đồ vật, chờ ta trùng kích vũ trụ đại lão cảnh giới thời gian sử dụng là đề nghị hay. Kia ta liền trước lưu lại lấy, chờ cái đó thời gian. Một tiếng hót lên làm kinh người. Yêu Quân nói rằng, ha ha, người kỳ thực cũng không cần phải lo lắng, người có Đại Thiên Đại Tử tại Thần Công phù hộ, đột phá không trở ngại. Chỉ cần tìm kiếm một chút tốt bảo bối nâng lên một cái liền tất nhiên có thể đột phá. Lâm Phong mỉm cười, nói rằng ta chưa bao giờ lo lắng quá cảnh giới đột phá, bất quá rất nhiều sự tình không thể suốt ruột, phải đi từng bước một, ăn một miếng không thành người mập. Yêu Quân thì là mang ba chiếc châu chi yêu dịch đã rút ra đi ra, giao cho rồi Lâm Phong. Lâm Phong thì là mang châu chi yêu dịch thu rồi lên đến. Yêu Quân cũng theo đó bế quan đi rồi, hắn lại lần nữa xuất quan, thực lực tăng trưởng chỉ sợ là khó mà tưởng tượng dù sao được rồi kia yêu tổ chỉ châu. Đối với yêu quân tới nói, này đồ vật quá chân quý. Tác dụng chi lớn, càng là không có cách gì tưởng tượng. Lâm Phong chờ đợi rồi mấy cái giờ, Vân Phiêu Nhiên đám người, cũng lần lượt xóa quan rồi. Lâm Phong lập tức tìm Vân Phiêu Nhiên, nói là có một chút sự tình muốn đơn độc cùng Vân Phiêu Nhiên nói một chút. Vân Phiêu Nhiên gật gật đầu, cùng Lâm Phong hướng lấy nơi xa chạy đi. Vân ra còn lại người đều có một chút lẩm bẩm, trong lòng tự nhủ Lâm Phong cùng Vân Phiêu Nhiên có cái gì đàm đó a à, mà lại còn muốn tránh đi các nàng đơn độc đàm. Làm được thần thần bí bí, Vân Hy thì là sống, không phải là muốn hướng Vân Tiền Bối bày tỏa. Vân gia nam nữ nhan trị, dáng người tự nhiên không có được bắt bẻ. Nhưng cùng Vân Phiêu Nhiên so sánh với, các nàng liền không có cái gì tự tin rồi. Chủ yếu là bởi vì Vân Phiêu Nhiên, quá ưu tú. Tuyệt đối là vượt thời đại cấp Mỹ nữ khác, mà lại giống Vân Hy A, à, Vân Nhược A, à, Đối Lâm Phong biểu hiện rất ân cần, thế nhưng là Lâm Phong thái độ lại có chút qua loa. Cũng liền đối Vân Nhược, còn nhiệt tình một chút, nội tâm không có cảm giác bị thất bại, đó là không có khả năng. Đương nhiên, đối Vân Phiêu Nhiên cũng có chút ghen ghét, mặt khác một bên, Lâm Phong cùng Vân Phiêu Nhiên vừa đi vừa nói. Lâm Phong nói rằng, là dạng này, ta hiện tại nghĩ muốn cùng tiên tử tâm sự hợp tác sự tình. Là thế lực ở giữa hợp tác sao? Vân Phiêu Nhiên là cái người thông minh, Nháy mắt giữa suy đoán đến rồi Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong nói rằng, là dạng này, tiên tử vừa mới chuyển kiếp về đến, khả năng không hiểu rõ lắm mặt ngoài một chút tình huống, ta trước cho tiên tử giới thiệu một chút hiện tại tình huống bên ngoài. Vân Phiêu Nhiên gật gật đầu, Lâm Phong lập tức liền đơn giản giới thiệu rồi một chút tình huống bên ngoài, ví dụ như Diệp Hiên Liên Minh, Vĩnh Sinh Chi Môn nhóm thế lực tạo thành liên minh, còn có liên minh trung lập đợi một chút. Đương nhiên, Lâm Phong kỳ thực biết rõ cũng không được đầy đủ nhưng Lâm Phong hết khả năng mang chính mình biết rỡ, nói cho rồi Vân Phiêu Nhiên. Vân Phiêu Nhiên cũng là kinh lịch quá hạn thay thay đổi nhân vật. Mười phần rõ ràng kỷ nguyên, luân hồi, thời đại thay đổi là thế nào một về việc, cũng biết rõ là người phương nào ở chủ đạo những này sự tình. Về phần Diệp Hiên, Vân Phiêu Nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Bọn họ kém không, nhiều thuộc về nhân vật cùng một thời đại, Vân Phiêu Nhiên gặp nạn thời gian, Diệp Hiên kỳ thực đã quật khởi, chỉ là còn chưa trở thành côn lôn vũ trụ chỉ chủ mà. Thôi, Vân phiêu nhiên nói rằng, Diệp Hiên có khả năng có hôm nay chi thành tựu, một điểm không khiến người ta ngoài ý muốn, mà ta kỳ thực cũng sớm liền suy đoán người cùng Diệp Hiên hoặc là hắn này bên người có một chút liên quan rồi, dù sao, đỉnh cấp nhân tộc cường giả, thế nhưng là không thường thấy. Lâm Phong cũng giới thiệu rồi chính mình thân phận chân thật, nhưng Vân phiêu nhiên đối với Lâm Phong là thiếu hụt hiểu rõ, thậm chí là lần thứ nhất nghe Lâm Phong cái này tên, dù sao, nàng vừa mới chuyển kiếp. Đối với gần nhất những năm này phát sinh sự tình, là hoàn toàn không có chỗ biết đại khái cũng chỉ hiểu rõ một chút rất lâu trước đó cường giả a bất quá nàng đã biết rõ rồi lâm phong dự định lâm phong là nghĩ muốn lôi kéo vân ra nếu là có khả năng lời nói thậm chí nghĩ muốn lôi kéo vân ra nơi thần thánh yêu quốc này thế nhưng là vượt thời đại đỉnh cấp thế lực cổ xưa lớn mạnh thần bí bất hủ là vĩnh sinh chi môn nhóm thế lực dễ dàng ở giữa đều không dám trêu chọc tồn tại người biết rõ những này vượt qua thời đại thế lực Càng ưa thích bảo trì trung lập, sau đó ở hỗn loạn đến thời gian, cướp đoạt vô số chỗ tốt. Vân phiêu nhiên nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu, nói rằng, ta tự nhiên rõ ràng này một điểm, dù sao, bọn họ cũng là theo cực khổ bên trong đi tới, bọn họ đứng ở ngọn núi đỉnh về sau, có tư cách chia cắt rất nhiều đồ vật rồi. Này loại tình huống, đại khái tương đương với đổ rồng thiếu niên, cuối cùng biến thành rồi rồng khổng lồ một dạng. Đương nhiên, rồng khổng lồ có tốt có xấu một chút trung lập thế lực mặc dù biến thành rồi rồng khổng lồ, nhưng không đến mức như vậy hỏng, càng nhiều thời điểm chỉ là bảo trì trung lập, thu được chỗ tốt mà thôi, mà không phải đi đổ sát vô số chủng tộc. Lâm Phong nói rằng, người chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, này một lần thời đại thay đổi cùng lúc trước không một dạng, này là một lần lớn tình thế hỗn loạn, chỉ sợ không có người có khả năng chỉ lo thân mình, bao quát những này trung lập thế lực. Liên tính những này thế lực nguyện ý đi nương nhờ vĩnh sinh chi môn, vô thượng thần đình liên minh này bên, nhiều nhất cũng chỉ là pháo hôi, cuối cùng như cũ khó thoát bị nô dịch kết cục, không bằng cùng chúng ta ở cùng một chỗ, làm một món lớn, nếu là có khả năng lật đổ bọn họ bên kia, chúng ta liền có thể xây dựng một cái đối lập công bằng, mà lại không có như vậy nhiều chèn ép thế giới. Vân Phiêu Nhiên nói rằng, lý tưởng của ngươi rất tốt đẹp, nhưng hiện thực là rất tàn khốc, này kiện sự tình ta không có biện pháp cho ngươi trả lời chắc chắn, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta đi về về sau, ta sẽ cùng tộc trong cao tầng thương lượng. Tốt, Lâm Phong gật gật đầu. Vân phiêu nhiên một phen lời nói, ẩn bên trong ý tứ là nói sẽ giúp hắn nói chuyện, này cũng đã đủ rồi. chương 10.232, Thương Kiệt Diệt Thần Hoa Sơn. Mặc dù Vân Hy, Vân Nhược đám người rất nghĩ biết rõ Lâm Phong cùng Vân phiêu nhiên đàm rồi một chút cái gì. Nhưng là các nàng cũng không dám tùy ý hỏi thăm này kiện sự tình A. À. Chăm chảo cao tâm một loại, nhưng cũng đều khắc chế ở rồi. Ở Vân ra đám người dẫn đầu phía dưới, mọi người một đường hướng lấy yêu chỉ bất tử Sơn Phương hướng phi hành. Bất quá chiếu theo Vân Phiêu Nhiên cách nói, nghĩ muốn đến Yêu Chi Bất Tử Sơn bên kia tối thiểu được tốn hao non nửa tháng thời gian. Bởi vì Yêu Chi Bất Tử Sơn thuộc về cấm khu một trong, mà lại cách bọn họ vị trí khá xa, mà ở thời không hội tụ chỉ địa ngang qua thời gian, Lâm Phong một mực nếm thử lấy cảm ứng độc tổ đám người rơi xuống. Chỉ là tạm thời còn không có đạt được phản hồi, này loại sự tình gấp không tới, thuận theo tự nhiên a. À, đại khái năm ngày về sau, lâm phong bọn họ xem đến lượng lớn tu sĩ hướng lấy phía trước bay đi thậm chí bốn phương tám hướng đều có tu sĩ bay hướng về phía trước này nhường lâm phong đám người lệch là hiếu kỳ thời không hội tụ chi địa mặc dù tụ tập rồi chưa thiên vạn giới các lớn đỉnh cấp thế lực rất nhiều cường giả đỉnh cao nhưng thời không hội tụ chỉ địa quá lớn rồi phi hành rất lâu đều không nhất định có khả năng nhìn thấy đến một tên tu sĩ thế nhưng là hiện tại như thế nhiều tu sĩ tụ đến hiển nhiên có chút không quá thích hợp a bởi vì cái gọi là việc ra khác thường tất có yêu lâm phong cảm thấy khả năng xuất hiện rồi một chút không muốn người biết tình huống thế là hắn ngăn cản mấy tên tu sĩ hỏi thăm rồi một chút đúng không đúng phát sinh cái gì sự tình rồi Này mấy người lúc đầu không nghĩ trả lời lâm phong nhưng cảm giác lâm phong tu vi không tầm thường liền không có đắc tội lâm phong một người trong đó nói rằng phía trước có một nơi gọi là thần hoa sơn kia là một chỗ sinh linh chứa tiến chỉ địa nguy cơ mai phục khắp nơi tuy nói nguy hiểm a à, nhưng cơ duyên cũng nhiều đặc biệt là chỗ sâu nhất vị trí nghe nói sinh ra đi ra rồi một gốc thần sen mà kia thần sen đã ở nơi đó sinh trưởng rồi ba cái luân hồi thời gian hấp thu nhiệt nguyệt tỉnh hoa lực lược sinh ra đi ra rồi một tôn thần thể có tin tức nói kia thần hoa sơn đáng sợ cấm chế đang không ngừng mà suy yếu mà thần hoa sơn chỗ sâu hao phí ba cái luân hồi sinh ra đi ra thần thể cũng cơ bản trên đã đến rồi sắp xuất thế thời gian rồi rất nhiều người đều nghĩ muốn đến cướp đoạt cố kia thần thể nếu là đem nó tế luyện thành thân ngoại hóa thân, không biết rõ bao nhiêu khủng bố đâu. Nói xong mấy người liền nhanh chóng hướng, lấy trước mặt bay đi, bọn họ cũng nghĩ muốn đi đụng đụng vận khí. Dù sao thiên địa chí bảo, có duyên người được chỉ. Vậy mà còn có này loại sự tình, chúng ta vừa lúc tiện đường, cũng đi qua xem xem a. À. Lâm Phong nói rằng, tốt, vân phiêu nhiên đám người hiển nhiên cũng rất có tính chất. Thế là mọi người hướng lấy phía trước bay đi, sau một ngày, Lâm Phong đám người đến rồi thần Hoa Sơn nơi khu vực. Này thần Hoa Sơn, cùng yêu trì bất tử Sơn một dạng, đều là uy danh hiển hách cấm địa. Cùng tràn ngập rồi tĩnh mịch khí tức yêu trì bất tử Sơn so lên đến. Này thần Hoa Sơn lộ ra rất là thần thánh, có ánh sáng, che phủ rồi cả tòa dãy núi, để trong này nhìn lấy rất đặc biệt, tựa như là thần tiên cư trú địa phương. Nhưng này chỉ là biểu tượng mà thôi, không thể tin. Nếu là tiến vào thần Hoa Sơn khu vực, kia liền nguy hiểm rồi một bước một sát cơ, tùy thời tùy nơi khả năng rơi vào tử cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế, từ xưa đến nay, không biết rõ có nhiều ít năng nhân dị sĩ, vẫn lạc ở rồi thần hoa sơn bên trong. Bây giờ, thần hoa sơn cấm chế lực lượng đang yếu bớt, rất nhiều người đối trong đó cơ duyên tự nhiên rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên. Cảm thấy hứng thú nhất làm chúc thần hoa sơn chỗ sâu kia tôn hao phí ba cái luân hồi thời gian mới sinh ra đi ra hoàn mỹ thần thể. Nhưng người thèm nhỏ dãi ba thước A, cùng ngoại giới không chết hết mà sinh mệnh cấm khu khí tức so sánh tương tự nhưng giống như lại có một chút không giống lâm phong không khỏi tự nói nói vân phiêu nhiên nói rằng này thần hoa sơn năm đó nghe nói là một chỗ thánh địa bị một cái tên là thần hoa tông cổ xưa tông môn nắm trong tay kia tông môn ngày càng đi lên sinh ra đi ra rồi rất nhiều đỉnh cấp nhân vật nhưng cũng tiếc về sau bị diệt thần hoa sơn như vậy trầm luân biến thành rồi tuyệt địa còn có này loại cách nói sao lâm phong kinh ngạc hắn lập tức hỏi nói, là người phương nào diệt rồi này thần hoa son. Nghe nói là thương kiệt tiêu diệt, vân phiêu nhiên nói rằng, thương kiệt, đây không phải là năm đó vô thượng thần đình chi chủ sao. Lâm Phong kinh ngạc, thương kiệt tên này Lâm Phong tự nhiên là rất quen thuộc, vượt thời đại cấp bậc tồn tại, ở cái thứ ba thời đại, cái thứ nhất luân hồi thời gian trở thành rồi vô thượng thần đình chỉ chủ. Phàm là có thể trở thành vô thượng thần đình chi chủ, không chỉ tu vi lớn mạnh như vậy đơn giản rồi tự thân khí vận chờ 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 các phương diện đều là không gì sánh kịp bất quá thương kiệt này ra hỏa dã tâm bừng bừng mà lại hung tàn cao áp năm đó đã từng mang lấy số lớn tu sĩ đi tấn công vĩnh sinh chỉ môn chủ yếu cũng là bởi vì vô thượng thần đình cùng vĩnh sinh chỉ môn mặc dù một mực đều là cùng tồn tại nhưng thực tế trên vĩnh sinh chỉ môn còn là cao vô thượng thần đình nửa đầu thương kiệt không chịu phục a à, nhất định phải phân ra một cái cao thấp đến nhưng cũng tiếc này ra hỏa thất bại lặc cuối cùng bị chu sát mà hắn bê, chu sát về sau, hắn xây dựng thành trì chư thở sán lạn cũng bị đập nát rồi. Thương kiệt chết sau, thi thể khó mà bị hủy diệt, thế là bị người thả ở rồi chư thần sán lạn bên trong. Về sau chuyên kiếp về đến, năm đó Lâm Phong gặp phải thương kiệt, dựa vào phụ thân Lâm bại thiên hiện rõ vô thượng thần thông, mới cùng đế trụ đám người theo thương kiệt tay bên trong chạy ra tìm đường sống. Mà lại còn đoạt đi rồi thương kiệt mấy cái máu chỉ ma sen hạt sen, này thế nhưng là thương kiệt coi trọng trí bảo, Thương Kiệt quẻ là nhanh muốn hận chết Lâm Phong phụ thân Lâm Bại Thiên cùng với Lâm Phong rồi. Bất quá về sau rất lâu, Lâm Phong cùng Thương Kiệt đều không có cái gì gặp nhau rồi, này ra hỏa chuyển kiếp về đến nhất định phải tìm địa phương tốt tốt nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao, địch nhân của hắn cũng không ít, nếu là không tranh thủ mang tu vi nâng cao lên đến, kia chính là tương đương phiền phức sự tình. Quanh đi quẩn lại, vậy mà ở chỗ này nghe đến rồi Thương Kiệt tin tức. Cũng không biết dỡ đúng không đúng nghiệt duyên, phân phiêu nhiên nhìn hướng Lâm Phong. Nói rằng, nhìn ngươi ngữ khí, ngươi thật giống như cùng Thương Kiệt từng có gặp nhau. Này Gia Hỏa chuyển kiếp về đến rồi sao? Lâm Phong gật gật đầu, nói rằng, từng có gặp nhau, kém điểm chết ở này cháu trai tay bên trong, bất quá bây giờ này Gia Hỏa nên trốn tránh ở nào đó cái trong góc nghỉ ngơi lấy sức đâu. Lập tức Lâm Phong lại nói rằng, Thương Kiệt này Gia Hỏa vì cái gì diệt rơi thần Hoa Sơn đâu? Hắn cùng thần Hoa Sơn có thù. Vân phiêu nhiên nói rằng, nghe nói thần Hoa Sơn có hắn cần muốn đổ vật. Hắn hướng Thần Hoa Sơn yêu cầu, Thần Hoa Sơn không CHC hắn, thế là liền diệt rồi Thần Hoa Sơn. Lâm Phong nói rằng, chỉ sợ là một cái lấy cớ a, cái này thương kiệt ta tiếp xúc qua, sẽ không bởi vì dạng này một kiện sự tình diệt rơi Thần Hóc Sơn dạng này thế lực. Bất quá thương kiệt cái này người, rất thống hận Vĩnh Sinh Chỉ môn một mực áp chế vô thượng thần đình, ta suy đoán a, này Thần Hoa Sơn nói không chừng cùng Vĩnh Sinh Chỉ môn có rất sâu sâu xa. Người còn thật sự là đa trí như yêu, năm đó ta nghe tin tức ngầm nói này Thần Hoa Sơn có khả năng quật khởi như vậy nhiều đỉnh cấp cường giả, xác thực khả năng cùng Vĩnh Sinh Chi môn có một chút quan hệ. Vân Phiêu Nhiên không khỏi sâu sâu xem rồi Lâm Phong một mắt, nàng cảm thấy Lâm Phong thật sự là quá không đơn giản rồi, nàng đối Lâm Phong hiểu rõ, có lẽ cũng chỉ là gia lông mà thôi. Chương 10233, thần thể. Lâm Phong là một cái khiêm tốn người, nghe đến Vân Phiêu Nhiên tán dương, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức nói rằng, một chút sự tình kết hợp bắt đầu xem thì thật cũng không khó suy đoán, chủ yếu là dụng tâm không cần tâm vấn đề. Đương nhiên, những này năm xưa chuyện xưa, đều đã trở thành qua lại rồi, nên vùi lấp ở thời gian sông dài phía dưới. Hiện tại chúng ta muốn làm là như thế nào từ nơi này thu được hết khả năng nhiều lợi ích, ta nghĩ cái này địa phương không phải chỉ chỉ có kia cái gọi là vô thượng thần thể. Thần hoa tông dạng này phi phàm tông môn thế lực, năm đó lưu lại xuống đến đồ vật, cũng đủ để như người thình thịch động tâm rồi. Vân phiêu nhiên nói rằng, Điều kiện tiên quyết là có khả năng tìm tới Thần Hoa Tông bảo khố, bất quá, nói không chừng sớm liền đã bị Thương Kiệt đám người được đi rồi đâu. Này cũng không nhất định, một chút sự tình muốn giảng duyên phận, nếu là không có duyên phận lời nói, Bảo Sơn trước người cũng lấy không đi một phân một hào bảo bối. Lâm Phong nói rằng, Vân Phiêu Nhiên nói rằng, nếu là như thế, kia liền càng tốt rồi, chúng ta kẻ đến sau, ngược lại là có rồi phát một phen phát tài hy vọng. Ông, liền ở cái này thời gian Thần Hoa Sơn chỗ sâu truyền ra đến rồi kịch liệt ba động. Đám người nhao nhao hết sức kinh hãi, mọi người hướng lấy chỗ sâu nhìn đi, liền xem đến chỗ sâu xuất hiện rồi lít nha lít nhít khí trời đất hòa hợp. Kia khí trời đất hòa hợp chi quang đan vào ở hư không bên trong. Một đóa thần sen cũng hiện rõ rồi đi ra, đương nhiên không hề là thần sen bản tôn, mà là thần sen hiện rõ đi ra bóng mờ, ở khí trời đất hòa hợp chi quang phụ trợ phía dưới, thần sen là như vậy thần thánh. Mà mọi người thấy ở thần sen bên trong, nằm nghiêng một tên nữ tử. Mặc dù xem không rõ ràng nàng hình dạng, nhưng lại có thể xem đến, nàng ôm có hoàn mỹ dáng người. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, như người tim đập rộn lên, thần thể vậy mà là nữ tử hình thái. Lâm Phong khóe miệng hơi hơi run giấy rồi một chút, hắn mặc dù nghĩ muốn đạt được vô thượng thần thể, dạng này liền có thêm một tôn khủng bố thân ngoại hóa thân. Nhưng nếu kia thần thể là nữ tử hình thái lời nói, hiển nhiên liền không phải là Lâm Phong mục tiêu. Có người đi ngang qua, nghe đến Lâm Phong lời nói, nói rằng, nữ tử hình thái lại như thế nào, dù sao là thân ngoại hóa thân, lại không phải là chính mình biến thành nữ nhân. Nói chuyện là một tên cao lớn thô kịch, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón tử, nhìn lấy uy vũ hùng tráng nam tử. Lâm Phong đều nhanh không có lời rồi, cảm tình này vị đại ca có ý định nhúng chảm kia vô thượng thần thể, nghĩ muốn đem nó tế luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Mà lại, cũng không để ý kia vô thượng thần thể là nữ tử hình tượng này khẩu vị, thật nặng, làm người cũng thật sự là không chú ý. Nói đúng là mà, kia nữ tử hình thái mới tốt đâu, nhiều xinh đẹp nha, nhưng so thối nam nhân hình thái tốt hơn nhiều. Hắn một tên đồng bạn nói rằng, này vị tuyệt hơn, nghe những lời kia, rất nhiều người đoán chừng nhất định là một vị nào đó mỹ nữ nói. Nhưng thực tế trên không phải là, nói ra này phen lời nói chính là một tên nhìn lấy có chút hèn mọn nam tử, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ. Tay trên còn cầm lấy khăn lụa, uốn éo uốn éo này ra hỏa biến thái a à, chấm lâm phong tâm lý không khỏi lẩm bẩm này đều không phải là nương pháo có thể hình dung rồi như thế một đôi hoa hiếm thấy tổ hợp ở cùng một chỗ cũng thật sự là ít thấy bọn họ rất nhanh liền rời khỏi rồi bay hướng rồi nơi xa vân hà nói rằng này là côn lôn nhị quái thế nhưng là tương đương có tiếng tăm ra hỏa không có nghĩ đến bọn họ vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này côn lôn sơn đi ra cường giả sao chấm lâm phong hỏi nói vâng Vân Hà gật gật đầu, này dưới Lâm Phong thật có chút hết sức kinh hãi rồi. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn vũ trụ chỗ cốt lõi nhất, viên kiệu ý thần bí tinh cầu bên trên nhất cổ xưa dãy núi. Côn Lôn Sơn, một mực lượn lờ lấy vô tận sắc thái thần bí. Nhưng cái đó địa phương cũng tràn ngập rồi vô tận nguy hiểm. Theo Côn Lôn Sơn đi ra cường giả, tuyệt đối là chư thiên vạn giới nhóm người khủng bố nhất một trong. Vân Hy nói rằng, hai người này tuyệt đối là biên thái, đại nam nhân cũng nghĩ muốn tranh đoạt nữ thần thể mặt cũng không cần. Vân phiêu nhiên nói rằng bọn họ cái này cấp bậc cường giả đại khái đã không nhìn thế tục thành kiến a lâm phong nói rằng ta là làm không đến bọn họ như thế thoải mái nghĩ một nghĩ cùng người đại chiến thời gian một cái đại nam nhân tế ra chính mình thân ngoại hóa thân mà này thân ngoại hóa thân vậy mà là một tên nữ tử này tương phản có điểm thật là buồn nôn long tranh hổ đấu không thể thiếu chúng ta sợ là không có hy vọng đạt được kia vô thượng thần thể a. Vân Nhược thở dài một tiếng, quan sát một chút a, nếu là có khả năng lời nói, ta có thể giúp các ngươi một chút." Lâm Phong nói rằng, nếu là như thế, kia liền đa tả công tử. Chúng nữ nhao nhao hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ, bao quát Vân Phiêu Nhiên cũng hướng Lâm Phong biểu đạt hiệp nghị. Mà Vân Hà đám người mặc dù cũng biết rõ, nếu là thật đoạt đi rồi vô thượng thần thể, lớn xác suất cũng thuộc về Vân Phiêu Nhiên, không thuộc về các nàng, thế nhưng là Vân Phiêu Nhiên sẽ không bạc đãi các nàng mấy người a? À các nàng như cũ có thể thu hoạch được không có cách gì tưởng tượng chỗ tốt không thể không nói này mấy cái nữ nhân nhãn lực giới còn là có mà lại các nàng biết rõ cái gì đồ vật thuộc về chính mình cái gì đồ vật không thuộc về mình điểm này là rất trọng yếu cái này thế giới trên chính là có quá nhiều người không nhìn rõ sở chính mình thân phận địa vị không rõ ràng rất nhiều sự tình cuối cùng dẫn đến rồi chính mình bi kịch lâm phong có thể cảm ứng đến chung quanh một chút như có như không có khí tức rất mạnh mẽ, xem đến không lâu về sau tranh đoạt sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá rất nhiều sự tình, tận lực liền tốt, theo lấy thời gian chuyển rời, thần hoa sơn ngoại vi khu vực cấm chế bắt đầu tán đi. Này thần hoa sơn cấm chế so sánh có ý tứ, không phải là một xem toàn bộ biên mất, mà là theo ngoại vi khu vực bắt đầu, từ bên ngoài cùng trong, dần dần tiêu tán. Lượng lớn tu sĩ tuôn hướng rồi thần hoa sơn ngoại vi khu vực, xem xem đúng không đúng có khả năng tìm tới cái gì bảo bối. Nhưng cũng có không ít tu sĩ không có động, bọn họ đang chờ đợi chỗ sâu nhất khu vực, vô thượng thần thể chung quanh cấm chế tán đi, bọn họ xong đi cướp đoạt vô thượng thần thể. Hiện tại thì là cần muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mang tự thân trạng thái, bảo trì đến điều kiện tốt nhất tình huống. Tùy thời tùy nơi chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón vô thượng thần thể xuất thế. Lâm Phong liền không có như thế nghĩ nhiều pháp, hắn cùng Vân Gia chúng nữ cũng tiến vào rồi Thần Hoa Sơn khu vực. Xem, đây đất thi hài, năm đó sau đại chiến nơi này nên là ra rồi một chút vấn đề a à, bằng không lời nói nên có người quét dọn chiến trường mới là vân Nguyệt nói rằng một chút người lần lượt tìm tới rồi tu sĩ động phủ sau đó tiến vào trong đó tìm kiếm bảo bối tự nhiên tránh không được kịch liệt lẫn nhau giết lâm phong bọn họ cùng lúc chưa tham dự trong đó bọn họ ở ngoài vây khu vực không có tìm tới đặc biệt địa phương chờ đợi rồi một cái thời gian dài thần trái phải trung bộ khu vực trận pháp cấm chế cũng tán đi rồi sau đó bọn họ tiên vào rồi trung bộ khu vực nơi này là một chỗ cổ chiến trường một dạng khắp nơi đều là tu sĩ chết đi hải cốt so ngoại vi khu vực hải cốt còn nhiều năm đó nơi này đoán chừng là chủ yếu chiến trường hai bên chém giết cực kỳ kịch liệt ở trung bộ khu vực lâm phong vẫn đang không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác bình thường tu sĩ động phủ ngược lại là có không ít nhưng lâm phong không có hứng thú liền không có đi tranh đoạt hiện tại muốn mang sức lực thả ở cảm thấy hứng thú đổ vật mặt trên lại qua đi rồi một cái thời gian dài thần chỗ sâu khu vực mở ra Lâm Phong bọn họ tiên vào rồi chỗ sâu khu vực, mà vừa mới đi tới nơi này, Lâm Phong vậy mà liền cảm nhận đến rồi một đạo quen thuộc khí tức. Là Thương Kiệt khí tức, chương 10234, Thương Kiệt còn sót lại vật phẩm. Lâm Phong chân thực là không có nghĩ đến, tiến vào nơi này sẽ cảm giác đến Thương Kiệt tên này khí tức. Cũng không biết rõ cùng tên này đúng không đúng có nghiệt duyên. Bằng không, từ lần trước có gặp nhau về sau, tại sao lại cùng này ra hỏa nảy sinh mới gặp nhau rồi đâu. Vân Phiêu Nhiên là một cái linh lung tâm người, tựa hồ nhận ra đi ra rồi Lâm Phong thần sắc biến hóa, liền hỏi nói, người này là thế nào rồi, hẳn là có cái gì phát hiện không thành sao? Lâm Phong nói rằng, thật là có phát hiện, ta cảm nhận đến rồi Thương Kiệt khí tức. Nghe lời nói, Vân Phiêu Nhiên đám người kinh hãi. Dù sao Thương Kiệt kia thế nhưng là ngày xưa vô thượng thần đình chi chủ a. Tuy nói đều là cũ hoàng lịch rồi, nhưng trước kia Thương Kiệt là thật châu, không phải làm sao dám tấn công Vĩnh Sinh chi môn đâu? thương kiệt khí tức lưu lại là thế nào một về việc này nhưng rất có thuyết pháp hắn không lại ở chỗ này rơi mất cái gì đồ vật a à. vân tuyết mở miệng nói rằng lâm phong nói rằng theo lý nói không nên có cái gì đồ vật thất lạc ở cái này địa phương mới là dù sao hắn cường đại như vậy tồn tại thật nếu là rơi rồi thứ gì xác định vững chắc phát giác được bất quá còn có một khả năng khác tính đó chính là năm đó này thần hoa sơn nhanh chóng rơi vào hắc ám thế giới dẫn đến thương kiệt đám người cũng không thể không nhanh điểm rời khỏi thần hoa son, đi vội vàng, căn bản không có biện pháp đi thu lấy thất lạc đồ vật, như thế tình huống, xác thực khả năng còn sót lại một ít đê vật. Vân phiêu nhiên nói rằng, thần hoa sơn bản thân liền cực kỳ đặc thù, năm đó cũng không ở thời không hội tụ chỉ địa, dạng này cổ lão sơn môn xác thực khả năng. Có một chút nghịch thiên cấm chế, một khi khởi động, có thể mang thần hoa sơn cùng nguyên bản thế giới mổ ra, sau đó mang thần hoa sơn nhanh chóng rời đi, nếu là nói như vậy, năm đó thương kiệt đám người tấn công thần hoa sơn thời gian thần hoa son người xem đến không có cách gì chống cản thương kiệt thế công liền khởi động rồi đại trận mang thần hoa sơn cùng nguyên bản thế giới cắt xa cách thần hoa sơn những kia người có lẽ cảm thấy làm thần hoa sơn thoát khỏi nguyên bản thế giới rơi vào vô biên hắc ám thế giới về sau bọn họ còn có một chút hy vọng sống nhưng cuối cùng kỳ thực những kia người cũng không có khả năng thu hoạch được sinh cơ còn là chết ở rồi thần hoa sơn bên trong nhưng mà này thần hoa sơn bị thời không hội tụ chi địa lớn mạnh sức hút hút rồi đi qua, thế là nguyên bản ở bóng đêm vô tận bên trong phất phới thần hoa sơn, cuối cùng rơi dụng đến rồi thời không hội tụ chi địa. Trở thành rồi nơi này một chỗ tuyệt địa, Lâm Phong nói rằng, không quản là cái gì nguyên nhân A, à, đã có khả năng cảm ứng đến thương kiệt khí thức, này nói rõ, này không hề là cái gì việc xấu, chúng ta có thể đi qua xem xem, nói không chừng có một chút thành quả kinh người. Tốt, người cảm ứng, một chút A, à, Vân Phiêu Nhiên nói rằng. Thế là, Lâm Phong liền nếm thử lấy tiến hành cảm ứng, cẩn thận cảm ứng một phen về sau, Lâm Phong khóa chặt rồi một đạo khí cơ, liền chiếu theo này đạo khí cơ chỉ dẫn, một đường đi sâu vào. Không có bao lâu, Lâm Phong bọn họ đi đến rồi một chỗ khe núi trước, khe núi này rất hẹp, đại khái liền chỉ có thể chứa được một cái người thông hành, mặt trong cũng tối om, âm trầm, hai bên vách đá, không ngừng có màu đen giọt nước chảy xuôi xuống tới. Liền giống là nhỏ xuống máu tươi màu đen một loại, cái này địa phương nhường ta rất bất an vân phiêu nhiên nói rằng nàng khác thường lón mạnh cảm giác lực tự nhiên cũng phi thường người nhưng cùng lâm phong nói rằng đã cùng thương kiệt xê quan hệ kia liền không khả năng đơn giản bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm vân phiêu nhiên gật gật đầu mọi người xếp thành hàng theo thứ tự tiến vào lâm phong sung phong vân hà vân nguyệt chờ năm người theo sát nó sau vân phiêu nhiên như cũ xem như đi đoạn hậu chỉ người này đầu khe núi tựa như là hai tòa dãy núi giao giới khu vực hình thành địa phương Dài, mà lại sâu, Lâm Phong đám người, đi rồi một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục, khe núi biên được rộng lón rồi một chút, trước mặt vậy mà xuất hiện rồi một tòa hang đá Hang đá giống như là sư miệng, chọn người mà cắn Lâm Phong nói rằng, xem thạch động này cấu tạo, năm đó nên là có cửa đá cùng cấm chế, bất quá đều bị đập nát rồi, có lẽ là thương kiệt bọn họ đập nát ha, à, xem đến thương kiệt đám người năm đó nên tiến vào rồi nơi này nếu là nói như vậy cái này địa phương rất khả năng là thần hoa sơn một chỗ bí mật bảo khố mà thương kiệt muốn tìm đồ vật cũng rất khả năng ẩn núp ở rồi cái này địa phương thương kiệt khí tức vẫn còn chứ vân phiêu nhiên hỏi nói ờ lâm phong nói rằng đi chúng ta tiến vào này hang núi bên trong xem xem là cái gì tình huống tất cả mọi người tế ra rồi pháp bảo tùy thời tùy nơi có thể thôi động đối địch mọi người hiện tại cũng là so sánh khẩn trương dù sao liên lụy đến rồi thương kiệt dạng này tồn tại tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Lâm Phong bọn họ tiên vào rồi hang núi bên trong, đầu tiên là một đầu so sánh sâu đường giao thông, mặt trong cây ếch tức âm u khủng bố, nhưng Lâm Phong loại cường giả cấp bậc này đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Rất nhanh bọn họ liền thấy đất trên rơi là tả cường giả thi hài. Chết đi dài đằng giặc năm tháng, máu thịt mặc dù khô cạn, nhưng hài cốt bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, chính là xanh ngọc hài cốt, loại màu sắc này hài cốt, năm đó tu vi chỉ sợ cũng là long trời lở đất một loại, cụ thể là cái gì chủng tộc sẽ rất khó nói rồi. Rất nhanh, thứ hai cỗ hài cốt, bộ thứ ba hài cốt, thứ mười cỗ hài cốt, thứ hai mươi cỗ hài cốt, thứ ba mươi cỗ hài cốt, nhao nhao xuất hiện, chết cường giả quá nhiều rồi. Lâm Phong không khỏi cảm khái nói, những này tuyệt đối đều là năm đó là cấp cao nhất cường giả, có thương kiệt mặt dưới tu sĩ, cũng có thần hoa sơn tu sĩ. Lâm Phong bọn họ cũng kiểm tra rồi một chút chết đi tu sĩ chiếc nhẫn chứa đồ. Toàn bộ tổn hại rồi. Năm đó đại chiến quá khốc liệt, những này chiếc nhẫn chứa đồ nhận đến rồi rất lớn trùng kích, không có đúng lúc chữa trị. Lại thêm lên nơi này chính là quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại thời gian chỉ lực hội tụ chỉ địa. Dẫn đến chiếc nhẫn chứa đồ rất dễ dàng bị đến tai họa ngập đầu. Thế là những ngày cường giả chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ tổn hại, không thể không nói là một kiện lệch là tiếc nuối sự tình, nếu là những này cường giả chiếc nhẫn chứa đồ không có có vấn đề, như thế nhiều cường giả chiếc nhẫn chứa đồ, mặt trong được có nhiều ít tốt đồ vật a này thần hoa sơn năm đó không hổ là đỉnh cấp thế lực lại có thể nhường thương kiệt này bên cũng ăn lớn thiệt thòi không đơn giản không đơn giản a à. vân phiêu nhiên đều không khỏi có chút cảm khái lê đến lâm phong nói rằng như này thần hoa sơn thật nếu là vĩnh sinh chỉ môn đến đỡ bắt đầu thế lực năm đó kia một chiến nói không chừng cũng có vĩnh sinh chỉ môn nội bộ cường giả ra tay việc đã qua như khói năm đó chi việc sớm liền trở thành qua lại hết thảy đều dựa vào suy đoán mà thôi cụ thể là thế nào một về việc kia liền chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới rõ ràng rồi. Xuyên qua thông đạo, Lâm Phong đám người đi tới rồi một tòa to lón lòng núi bên trong, này trong lòng núi, cũng nằm lấy mấy chục cỗ hài cốt. Xem đến đều là năm đó kia một chiến chết đi tu sĩ hài cốt. Những này người thi thể không có người thu lại, lớn xác suất như Lâm Phong, vân phiêu nhiên bọn họ suy đoán một dạng, thần Hoa Sơn người đột nhiên phát động cấm chế rời đi thần Hoa Sơn. Thương kiệt đám người không thể không nhanh chóng rút đi do đó tính cả bạn thi thể cũng không có thu đi, thậm chí cũng không có quét dọn chiến trường. Này là cái gì đồ vật? Vân Nhược chỉ vào lòng núi chính vị trí trung tâm đồ vật, giật mình nói rằng. chương 10.235, tam giới quái thạch cùng tam giới chi châu. Lòng núi chính giữa, xác thực có một loại cực kỳ cổ quái đồ vật, nhìn lấy giống như là một tôn quái thú hình dạng, nhưng giống như lại là một mực quái dị xấu xí thảm thực vật. Rất khó dùng ngôn ngữ cụ thể hình dung nó hình thái. Dù sao xấu vô cùng, tam giới quái thạch, là nghe đồn bên trong tam giới quái thạch. Vân phiêu nhiên kinh hô bắt đầu, xem đến nàng nhận ra đến rồi này đồ vật, mà lại, này đồ vật rất phi phàm. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này tên, hắn hỏi nói, tam giới quái thạch là cái gì đồ chơi? Vân phiêu nhiên nói rằng, dài rằng giặc năm tháng trước đó, có một đoạn thời gian, có một cái truyền thuyết ở đỉnh cấp thế lực ở giữa lưu truyền, nói là tam giới, cũng liền là thiên, người, minh tam giới, sinh ra đi ra rồi một loại tụ tập tam giới chi lực mà thành đồ vật này loại đồ vật giống như quái thạch nhưng lại có thảm thực vật đặc thù mà này loại đồ vật có thể sinh ra đi ra một loại thần kỳ trí bảo gọi là tam giới chi châu tu sĩ nếu là cắn nuốt rồi tam giới chi châu như vậy có hy vọng đột phá kẻ khai hoang cảnh giới ô còn có này loại cách nói sao chấm lâm phong kinh ngạc vân phiêu nhiên gật gật đầu nói rằng đúng vậy a à, lúc đó lời đồn đại này nhường rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều có chút điên cuồng dù sao kẻ khai hoang cái này cảnh giới đối với những kia đỉnh tiêm tồn tại cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm, liền giống như những kia vũ trụ chi chủ A, à, giống như cách ly thác hoang người cảnh giới chỉ có cách xa một bước rồi, nhưng bọn hắn lại mãi mãi cũng không có cách gì đột phá. Lâm Phong gật gật đầu, liền giống như Diệp Hiên, thiên phú nhiều lợi hại A, à, mà lại còn là tứ đại vũ trụ đứng đầu côn lôn vũ trụ vũ trụ chỉ chủ. Hắn gánh mặc côn lôn vũ trụ chi chủ như vậy dài rằng giặc năm tháng thời gian, cái gì tài nguyên không có theo lý nói sớm nên đột phá kẻ khai hoang cảnh giới rồi. Nhưng cũng tiếc, Diệp Hiên cùng lúc chưa đột phá, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì thiếu khuyết cơ duyên, mà là thiếu khuyết rồi một ít thời cơ. Đối với Diệp Hiên như thế, đối với còn lại cường giả, ví dụ như Vĩnh Sinh Chỉ Môn, Vô Thượng Thần Đình Nội Bộ Lão Bất Tử, Bao Quát Chư Lão Điện, 12 địa chỉ vương đợi một chút làm đại biểu cường giả, đều là một dạng tình huống. Mà năm đó, kẻ khai hoang có khả năng đột phá kẻ khai hoang cảnh giới cũng là vận khí thành phần cho phép, dù sao hắn là cái thứ nhất tại thể nội bồi dưỡng đặc thù thảm thực vật tồn tại, khai thiên tiền lệ, cuối cùng ăn vào con cua. Lâm Phong nói rằng, như thế nói đến, này tam giới quái thạch chân thật tồn tại, đồng thời ở thần hoa sơn bên trong bồi dưỡng, chỉ là tam giới chi châu có thể giúp người đột phá đến kẻ khai hoang cảnh giới cái này nghe đồn xem đến không phải là thật, bởi vì năm đó thương kiệt nhưng không có hoàn thành đột phá. Dù sao, thương kiệt nếu là hoàn thành đột phá, trình chiến vĩnh sinh chi môn thời gian, không đến mức thất bại. Vân phiêu nhiên nói rằng, rất nhiều nghe đồn, thật thật giả giả, ta hiện tại thậm chí hoài nghi kia tam giới chi châu nghe đồn đúng không đúng vĩnh sinh chi môn nội bộ thế lực phóng thích đi ra tin tức giả, chính là vì rồi lừa gạt thương kiệt, nhưng thương kiệt dẫn người trước đến cướp đoạt, sau đó lớn biên độ suy yếu thương kiệt này bên lực lượng. Cuối cùng dẫn đến thương kiệt tấn công vĩnh sinh chi môn thời gian, lực lượng đại giảm. Này, Lâm Phong ý mắt kịch liệt đập rồi mấy lần. Bởi vì hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, này loại khả năng tính thật là có A, à, dù sao năm đó Thương Kiệt xác thực là lợi hại nhân vật, chư thiên vạn giới cường giả, đều biết nói hắn thiên phú, cũng biết rõ hắn hung danh. Đồng dạng, rất nhiều người cũng biết rõ Thương Kiệt nghĩ muốn mang Vĩnh Sinh Chi Môn dẫm ở dưới chân, dựng đứng vô thượng thần đình tuyệt đối bá quyền cùng uy vọng. Mà Thương Kiệt này bên cũng là binh hùng tướng mạnh, thật nếu là chém giết, Vĩnh Sinh Chi Môn này bên nói không chính xác thật chịu không được Thương Kiệt thế công đâu trước tính toán một chút thương kiệt cũng là có khả năng. Ha 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 ha, các người còn thật sự là người thông minh. Như thế nhiều năm đi qua rồi, vậy mà còn có khả năng. Phán đoán ra năm đó đến cùng phát sinh rồi cái gì sự tình. liền ở cái này thời gian, lòng núi bên trong bỗng nhiên chuyển ra đến rồi một đạo cười to thanh âm. Này đột nhiên vang vọng bắt đầu âm thanh, dọa rồi lâm phong đám người một lớn nhảy. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, lòng núi này bên trong còn có còn lại tồn tại, mà lại còn là như thế cổ xưa tồn tại Nhưng nhìn chung quanh chung quanh một vòng Lại không có phát hiện bất luận cái gì người Ai, giấu đầu lộ đuôi Có bản sự liền không cần tránh một chút ẩn núp Đi ra một thấy A à. Vân Hy nói to Tiểu nha đầu, nêu là đặt lấy trước kia Người như thế không có quy củ ở trước mặt bản tỏa hô te gọi nhỏ Người đã là một cái chết người rồi Tôn này tồn tại cười lạnh lấy nói rằng Lâm Phong mấy người cũng không cảm thấy hắn khoác lác rất hiển nhiên tôn này tồn tại là năm đó cùng thương kiệt giao thủ tồn tại. Lâm Phong nói rằng, người dạng này cao nhân tiền bối, cùng một tên nữ tử so đo những này, liền làm mất thân phận rồi, có lẽ, chúng ta có thể tâm sự năm đó phát sinh sự tình. Cùng các người có cái gì tốt nói chuyện, tôn này tồn tại cười lạnh, Lâm Phong nói rằng, đương nhiên là có hàn huyên, bởi vì thương kiệt này ra hỏa còn không có chết ha. Cái gì, thương kiệt không có chết, tôn này tồn tại rất giật mình, bất quá rất nhanh hắn liền về qua thần đến, nói rằng, xem đến, hắn nên là bật về đến rồi. bất quá này liền không có cá, dịu uy hiếp rồi, một cái chuyển kiếp chỉ người, thậm chí rất khó khôi phục đến ngọn núi đỉnh trình độ rồi. dạng ngày người đã định trước sẽ chỉ trở thành lịch sử bụi bặm. Lâm Phong nói rằng, không một dạng thương kiệt dù sao cũng là năm đó vô thượng thần đình chi chủ, hắn chuyển kiếp cùng bình thường tu sĩ chuyển kiếp có rất lớn khác biệt, uy hiếp của hắn cũng là không có cách gì tưởng tượng. tôn này tồn tại nói rằng chiếu theo người câu chuyện bên trong ý tứ đến xem, người cùng thương kiệt tiếp xúc qua. Lâm Phong nói rằng, kia là tự nhiên, tôn này tồn tại nói rằng, ta xem người huyết mạch, khí vận đều là tuyệt hảo, giả như thật như người chỗ nói này loại, thương kiệt đã chuyển kiếp về đến, như vậy, thương kiệt nhìn thấy ngươi nhưng không có lý do gì không cắn nuốt ngươi a à, ngươi một ít lời, quả thực là tự mâu thuẫn. Lâm Phong cười rồi cười, nói rằng, tiền bối là cao nhân đắc đạo, khó nói không rõ ràng, càng là hoàn mỹ không tì vết ngôn ngữ, vừa mới càng lộ ra đột một cùng giả tạo sao càng là nhìn lấy có lỗ thủng một chút ngôn ngữ vừa mới khả năng là chân thật nghe lâm phong vừa nói như vậy tôn này tồn tại hơi hơi trầm mặc rồi một chút bởi vì lâm phong nói xác thực rất có đạo lý kia nhìn như hoàn mỹ trả lời lớn xác suất là đi qua tạo hình về sau ngôn ngữ không đáng giá tin mặc tôn này tồn tại nói rằng người đến nói một chút lúc đó phát sinh rồi cái gì a à, cũng nói một chút thương kiệt hiện tại đến cùng là cái gì tình huống lâm phong nói rằng thế nhưng là ta đã nói rồi rất nhiều rồi không phải là sao đối lập tin tức trao đổi không thể ánh sáng ta một cái người nói đi tiền bối nên cũng muốn kể một ít sự tình cởi ra ta nghi ngờ trong lòng dạng này mới tính công bằng người cảm thấy ta nói có không có đạo lý tôn này tồn tại nói rằng người biết rõ sao cùng ta nói điều kiện người đều đã trở thành chết người rồi lâm phong nói rằng kia đều là quá khứ thức rồi tiền bối người muốn tốt tốt phối hợp chúng tê tài năng đủ nói tiếp Tôn này tồn tại không khỏi hư lạnh rồi một tiếng, nhưng cuối cùng tựa hồ còn là thỏa hiệp. Hắn hỏi nói, người nghĩ muốn biết rõ một chút cái gì sự tình. Lâm Phong nói rằng, ta nghĩ biết rõ sự tình kia nhưng cũng quá nhiều, bất quá, chúng ta có thể trước lúc trước bối thân phận nói lên. Trường 10236, Biệt Tiên Tuyệt Nhất Ha ha, ta chính là vĩnh sinh chi môn Biệt Tiên cổ tộc, Biệt Tiên Tuyệt Nhất. Tôn này tồn tại kiêu ngạo không gì sánh được nói rằng. Vĩnh sinh chi môn nội bộ đỉnh cấp thế lực, Lâm Phong cũng là có nhất định hiểu rõ. Này địa tiên cổ tộc chính là chín đại cổ tộc một trong. Thực lực chi mạnh, người ngoài căn bản không có cách gì tưởng tượng. Lâm Phong bọn họ trước đó liền suy đoán, năm đó Thần Hoa Tông nơi này có vĩnh sinh chỉ môn nội bộ đỉnh cấp cường giả chân giữ, hiện tại xem đến, này loại suy đoán cũng bị xác nhận. Lâm Phong nói rằng, xem đến, Thương Kiệt tên này bị các người hố thật thê thảm a, ta suy đoán a, Thương Kiệt này bên tuyệt đối có các người này bên phái ở hắn bên thân gian tế này gian tế nói không chừng còn là cầu đầu quân sư một loại thân phận. Như không phải mà nói, thương kiệt đều không thể bị các người đùa nghịch xoay quanh. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh lấy nói rằng, làm người quá thông minh kỳ thực không quá tốt. Lâm Phong nói rằng, thông không thông minh, cùng ngươi cũng không có nhiều đại quan là, tiếp tục nói nói năm đó các ngươi là như thế nào tính toán thương kiệt A. Địa tiên tuyệt nhất nói rằng, thương kiệt cái này người ngươi từng có tiếp xúc, nên cũng có thể thấy được, cái này người là bao nhiêu không ai bị nổi, năm đó hắn thiên phú ở chư thiên vạn giới đều là hàng đầu, thực lực tự nhiên cũng là như thế, nhưng cái này người, chân thực là quá không biết nói thu lại rồi, còn chưa trở thành vô thượng thần đình chỉ chủ thời gian, liền đối vĩnh sinh chỉ môn biểu hiện ri rất lón định ý, riêng ngầm xuống một mực đối bạn bè nói nếu là hắn trở thành vô thượng thần đình chỉ chủ. Sẽ như thế nào chĩa mũi nhọn vào vĩnh sinh chỉ môn đợi một chút, chúng ta, tự nhiên không thể không để phòng. Vân phiêu nhiên nói rằng, xác thực, cái này thương kiệt năm đó cuồng không ai bị nổi, một điểm không biết rõ che giấu mình ý nghĩ. Vân phiêu nhiên cũng là kinh lịch qua cái đó thời đại người, mặc dù nàng không có cùng thương kiệt trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng dù sao xuất thân từ đỉnh cấp thế lực, tự nhiên nghe nói qua thương kiệt không ít sự tình. Nàng đối thương kiệt, còn là lệch có quyền lên tiếng. Lâm Phong nói rằng, mãi mãi sinh chi môn nội bộ đã biết rõ thương kiệt có này loại dã tâm, vì cái gì không có nói trước giải quyết rơi thương kiệt đâu. Kỳ thực vĩnh sinh chỉ môn nội bộ một chút thế lực còn thật ra tay qua, chỉ là thương kiệt cái này người rất đáng sợ, nắm giữ lấy một chút khó bề tưởng tượng thủ đoạn, mỗi lần đều nhường hắn biến nguy thành an, mà lại mỗi lần về sau, hắn đều biên được càng thêm lớn mạnh, trở về qua vị đến, lại nghĩ muốn đánh giết hắn liền đã rất khó rồi. Địa tiên tuyệt nhất nói rằng, tuy nói là địch nhân, nhưng theo địa tiên tuyệt nhất ngữ khí bên trong có thể nghe được, hắn kỳ thực còn là lệch lè bội phục thương kiệt. Mà thương kiệt cái này người, cũng xác thực làm ra qua quá nhiều long trời lở đất người, đáng giá nhiều người kính nể. Diệp Tiên Tuyệt nhất nói rằng, xem đến Thương Kiệt đã khởi thế, đồng thời khó mà áp chế, thế là Vĩnh Sinh Chi Môn nội bộ một chút cổ xưa thế lực, liền liên hợp ở cùng một chỗ, thương lượng đối phó Thương Kiệt mới biện pháp, đi qua một phen sau khi thương lượng, mọi người quyết định tới một cái lớn. Cụ thể không chỉ chỉ là chèn ép Thương Kiệt rồi, tốt nhất còn có thể làm cho Vĩnh Sinh Chi Môn nô dịch vô thượng thần đình, liền giống như Vĩnh Sinh Chi Môn nội bộ thế lực nô dịch, bàn tay khống chế vô số chủng tộc vận mệnh một dạng. Đến đây, Tam giới quái thạch kế hoạch chính thức đăng tràng. Mặt sau rất nhiều sự tình các người đoán chừng cũng có hiểu rồi biết, này thần hoa tông cũng không ánh sáng chỉ là đạt được rồi vĩnh sinh chỉ môn bồi dưỡng như vậy đơn giản, kỳ thực trên, vĩnh sinh chỉ môn nội bộ không ít cường. Giả đều chú đóng ở rồi thần hoa tông, chính là vì rồi suy yếu thương kiệt này bên lực lượng, mà năm đó kia một chiến, thương kiệt này bên xác thực tổn thất không ít, mà lại, này kia ơ sự tình hao phí rồi thương kiệt lượng lón tỉnh lực cùng thời gian, bằng không lời nói thương kiệt tân công vĩnh sinh chỉ môn thời gian hắn là sẽ càng thêm lớn mạnh lâm phong nói rằng thương kiệt mặt sau nên cũng biết rõ chính mình bị lừa rồi a à, hắn có thể đình chỉ công kích vĩnh sinh chi môn a à, vì cái gì cuối cùng còn là ra tay rồi đâu địa tiên tuyệt nhất nói rằng người có thể nói ra này phen lời nói đến kia nói rõ người đối thương kiệt cái này người thiếu hụt hiểu rỡ thương kiệt tính cách là loại kia chỉ cần nói ra một ít lời liền nhất định sẽ làm người người có thể nói hắn hứa một lời thiên kim cũng có thể nói hắn chết muốn mặt ngoài, đều biết rõ hắn muốn đối phó vĩnh sinh chỉ môn, nhưng cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột, thương kiệt nhưng ném không nổi cái mặt này a, à, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là ra tay rồi. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái cực kỳ quan trọng nguyên nhân đó chính là, thương kiệt đối chính mình rất có tự tin, tuy nói hắn này bên gãy tổn rồi không ít cường giả, nhưng thương kiệt thực lực đầy đủ lớn mạnh, hắn đối chính mình này bên lực lượng cũng có tuyệt đối lòng tự tin, như cũ còn là ra tay rồi. Lâm Phong nói rằng, đáng tiếc đáng tiếc, Thương Kiệt không có có khả năng cạo chết vĩnh sinh chi môn, tốt nhất cả hai cùng bị thua thiệt, toàn bộ chết sạch, dạng này ngoại giới liền sẽ không có như vậy nhiều hỗn loạn rồi. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh rồi một tiếng, nói rằng, người ban ngày mộng làm coi như không tệ. Lâm Phong nói rằng, sớm muộn có một ngày sẽ mộng tưởng trở thành sự thật. Thật sự là buồn cười, cũng không biết rõ náo thế nào dài địa tiên tuyệt nhất châm biếm nói, xem như vĩnh sinh chi môn nội bộ cường giả, hắn tự nhiên là giữ gìn vĩnh sinh chi môn, này điểm rất bình thường, lâm phong cũng lười được cùng hắn đối với việc này mặt trên so đo như thế nhiều địa tiên tuyệt nhất có chút ảo não nói rằng đáng tiếc a à, đáng tiếc ở diệt rơi thương kiệt về sau chúng ta vĩnh sinh chi môn nội bộ thế lực vốn là có thể thành công nô dịch vô thượng thần đình nhưng cuối cùng thất bại rồi lâm phong trong lòng không khỏi hơi hơi một động nói rằng người biết rõ như thế nào thất bại sao địa tiên tuyệt nhất lắc đầu nói rằng ta không có tham dự vào trong đó biết chi không rõ Vân hy thì là nói thẩm nói đã biết chỉ không rõ vì cái gì ngươi còn biết rõ ngoại giới như vậy nhiều sự tình địa tiên tuyệt nhất nói rằng nhất bắt đầu thần hoa tông rơi vào bóng đêm vô tận bên trong thời gian ta còn có khả năng cùng ngoại giới lấy được liên hệ cũng có khả năng tiếp thu được ngoại giới rất nhiều tin tức chúng ta một mực đang đợi vĩnh sinh chỉ môn nội bộ thế lực liên thủ mang thần hoa tông theo bóng đêm vô tận bên trong mang về hiện thực thế giới chỉ là bởi vì một ít sự tình kéo dài bọn họ bỏ lê rồi cơ hội dẫn đến thần hoa tông lạc lối, cuối cùng rơi vào rồi thời không hội tụ chỉ địa, mà ở này quá trình khá dài bên trong, thần hoa tông may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng nhao nhao chết thảm. Lâm Phong nói rằng, này loại tuyệt vọng bên trong chậm rãi cảm giác tử vong, rất hỏng bét a. À. Địa Tiên Tuyệt nhất giận dữ, mắt lạnh nhìn hướng Lâm Phong, nói rằng, tiểu tử, ngươi là ở cười trên nỗi đau của người khác sao? Lâm Phong trong lòng tự nhủ, đúng vậy a, à, các ngươi chó cắn chó một miệng lông, chết mất rồi mới tốt đâu bất quá Lâm Phong còn có chuyện còn muốn hỏi địa tiên tuyệt nhất đâu. Lời cũng không thể nói như vậy cũng không phải. Hắn nói rằng, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần nghĩ muốn hỏi thăm các người một chút khi đó cảm giác mà thôi, không có tâm tư khác. Địa tiên tuyệt nhất hừ lạnh rồi một tiếng, nói rằng, việc đã qua đã rồi, nói những này đều đã vô dụng. Vân Hy lại bồi thêm một câu, nói rằng, sẽ không sẽ là vĩnh sinh chi môn nội bộ thế lực cảm thấy cứu các người rất khó khăn, thậm chí khả năng phải bỏ ra không nhỏ giá lớn phải trả, thế là liền chủ động vứt bỏ rồi các ngươi những này quân cờ đâu. Nghe đến Vân Hy này phen lời nói, biệt tiên tuyệt nhất khóe miệng đều kịch liệt co quắp. Trường 10237, trời xanh tri ấn. Kỳ thực biệt tiên tuyệt nhất bọn họ cũng có qua loại này ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận mà thôi, bởi vì cái gọi là giết người chu tâm. Vân Hy này phen lời nói, trực tiếp nhường địa tiên tuyệt nhất nhớ tới không muốn nhớ lại qua lại. Nhường địa tiên tuyệt nhất này ra hỏa, gần như phá phòng rồi chỉ bất quá địa tiên tuyệt nhất còn ở nhẫn nại lấy không có phát tác lâm phong cái này thời gian nói rằng năm đó thương kiệt mặc dù đoạt đi rồi cái gọi là tam giới chỉ châu nhưng chắc hẳn nên cũng có một chút đặc thù đồ vật di lưu lại a à. kia lưu lại xuống đến đồ vật đến cùng là cái gì địa tiên tuyệt nhất nói rằng tiểu tử ta trả lời nội dung đã đầy đủ nhiều rồi hiện tại đến phiên ngươi đến trả lời ta rồi lâm phong nhún nhún vai nói rằng còn là nghĩ muốn biết rõ thương kiệt tình hình gần đây sao kia là đương nhiên địa tiên tuyệt nhất mở miệng thế là lâm phong liền cho địa tiên tuyệt nhất giảng rồi một chút lúc trước gặp đến thương kiệt sự tình đồng thời cùng thương kiệt phát sinh qua sinh tử chiến cuối cùng tốt không dễ dàng mới từ thương kiệt nơi đó chạy ra ngoài sau khi nghe xong này địa tiên tuyệt nhất sắc mặt âm u hắn nói rằng ta được mau trở về vĩnh sinh chỉ môn nội bộ mới đi được mang thương kiệt tin tức mang về bằng không này ra hỏa như cũ là to lớn tai họa ngầm Lâm Phong nói rằng hiện tại có thể nói một chút xem Thương Kiệt lưu lại xuống đến rồi cái gì a à? ha 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 Thương Kiệt thất lạc ở nơi này đồ vật chính là bọn họ dòng họ truyền thừa xuống tới trời xanh chi ấn Địa Tiên Tuyệt Nhất nói rằng trời xanh chi ấn cái này là cái gì đồ chơi Lâm Phong hỏi nói Địa Tiên Tuyệt Nhất nói rằng đối với còn lại chủng tộc tới nói chỉ là một khối con dấu mà thôi nhưng là đối với Thương Kiệt tới nói lại là cực kỳ quan trọng trí bảo. Này đồ vật cùng bọn hắn dòng họ một chút tuyệt thế bí ẩn có to lớn quan hệ. Lâm Phong nói rằng, trọng yếu như vậy đồ vật, hắn lại có thể thất lạc ở này. Cũng thật sự là quái thật đấy. Địa tiên tuyệt nhất nói rằng, nói là thất lạc, không bằng nói là đại chiến thời gian, bị thần hoa tông thiên thâu thánh người trộm ra đến. Tên này nghe lên đến liền có chút như bức, đang trộm trộm phương diện năng lực, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Vân Nhược nói rằng, trọng yếu như vậy đồ vật bị trộm đi, thương kiệt không khả năng không có phát hiện à. a bia tiên tuyệt nhất nói rằng thương kiệt tự nhiên phát hiện rồi tranh thủ ra tay cướp đoạt thiên thâu thánh người thì là tranh thủ mang đồ vật ném cho rồi ta thiên thâu thánh người thì là bị thương kiệt xé vỡ nát thương kiệt nghĩ muốn mang đồ vật đoạt lại đi nhưng là cái này thời gian đại trận khởi động thương kiệt đám người không thể không tuyển chọn rút lui do đó này đồ vật liền lưu lại ở rồi nơi này lâm phong nói rằng này còn thật sự là một cái tốt đồ vật a à, nếu là đạt được lời nói có thể cầm đến cùng thương kiệt tiến hành đàm phán lâm phong trong lòng nháy mắt giữa liền dựng dụng ra đến rồi một cái kế hoạch kia chính là đuổi sói nuốt hổ kế sách kế sách này nói đến cũng đơn giản bởi vì cái gọi là không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng chớ nhìn hắn trước đó cùng thương kiệt có xung đột nhưng này điểm xung đột kỳ thực không tính cái gì đều có thể giải quyết mà thương kiệt này ra hỏa năm đó dù sao cũng là vô thượng thần đình chỉ chủ thực lực sâu không lường được mà lại hắn đối vĩnh sinh chỉ môn tràn ngập rồi vô tận thù hận nếu là có khả năng cầm chắc lấy thương kiệt lời nói thương kiệt tuyệt đối có thể trở thành vĩnh sinh chỉ môn đại địch nhưng thương kiệt đi đối phó vĩnh sinh chi môn nội bộ những này thế lực tuyệt đối đủ bọn họ uống một bình bao nhiêu hoàn mỹ kế hoạch a à? điều kiện tiên quyết là người được có khả năng đạt được kia trời xanh chỉ ấn a à. người nằm mộng đâu địa tiên tuyệt nhất cười lạnh trực tiếp cắt đứt rồi lâm phong tưởng niệm lâm phong thì là nhìn hướng rồi khối kia tam giới quái thạch hắn nói rằng, ta nếu là không xê cảm ứng sai, các hạ nên giấu ở rồi này tam giới quái thạch bên trong A, hoặc là nói, các hạ mất đi rồi xác thịt về sau, linh hồn đã cùng này tam giới quái thạch dung họ ở rồi cùng một chỗ, không bằng như vậy hiện thân như thế nào. Người ngược lại là một cái quan sát rất nhỏ chỉ người. Bị lâm phong điểm danh hư thực về sau, này địa tiên tuyệt nhất cũng không có tiếp tục ẩn núp bản tôn ý tứ, khối kia tam giới quái thạch phát ra rồi lốp bốp âm thanh, ngay sau đó biến thành rồi một tôn xấu xí đến cực điểm thạch đầu nhân. Lâm Phong nói rằng, người này thân thể không sai. Bia tiên tuyệt nhất khóe miệng hơi hơi run rẩy rồi một chút, hắn nói rằng, đây là bị nguyền rủa thân thể, người nếu là cảm thấy không sai, chúng ta có thể trao đổi một chút thân thể a. À. Này thân thể chỉ cho nên bị nguyền rủa chủ yếu còn là cùng năm đó thần hoa tông rơi vào thời không hội tụ chi địa có quan hệ. Thần hoa tông rơi vào bóng đêm vô tận thời gian, nếu là bị đúng lúc phớt ra ngoài. Chẳng có chuyện gì, nhưng rơi vào thời không hội tụ chỉ địa sau, liền phát sinh rồi quá nhiều khó bề tưởng tượng địa phương, mà lại này thời không hội tụ chỉ địa cũng so sánh quỷ dị, không chỉ chỉ có thời gian lực lượng tàn sát bừa bãi, còn có cái khác các loại đáng sợ lực lượng, đặc biệt là chớ chú chỉ lực, càng là khủng bố đến cực điểm. Đại khái cũng chính bởi vì lớn mạnh nguyền rủa chi chủ tác dụng, nhưng này thần hoa tông trở thành rồi cấm địa. Lâm Phong nói rằng, còn thật không có chú ý người đây là bị nguyền rủa thân thể. Kia thật là có chút xin lỗi, ta còn là ưa thích ta chính mình thân thể kia địa tiên tuyệt nhất ánh mắt lấp lóe tựa hồ ở đánh một chút ngư ma trước quỷ lâm phong biết rõ này địa tiên tuyệt nhất không có ý tốt hắn không có động thủ là bởi vì hắn có chỗ kiêng kỵ mà không phải là bởi vì hắn thiện lương không nghĩ đối lâm phong đám người ra tay lâm phong nói rằng địa tiên tuyệt nhất chúng ta làm giao dịch như thế nào cái gì giao dịch địa tiên tuyệt nhất hỏi nói lâm phong nói rằng người không phải là nghĩ muốn mang thương kia tin tức truyền lại trở về sao Dạng này tốt rồi, ta có thể giúp ngươi truyền lại thương kiệt tin tức, nhưng là ngươi được mang kia trời xanh chi ấn giao cho ta. Ha ha, Địa Tiên Tuyệt nhất lập tức cười lạnh bắt đầu. Lâm Phong hỏi nói, ngươi cười cái gì? Địa Tiên Tuyệt nhất nói rằng, ngươi cho rằng ta nghĩ đem tin tức truyền lại đi về là bởi vì ta trung thành sao? Lâm Phong nhún nhún vai, nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Địa Tiên Tuyệt nhất lạnh giọng nói rằng, năm đó ta, tự nhiên là không gì sánh được trung thành, nhưng hiện tại ta đã không phải là năm đó ta rồi. Xem xem ta hiện tại có nhiều thảm, ngươi liền biết rõ ta vô cùng thể thảm đến cùng làm hao mòn rơi rồi ta nhiều ít trung thành, ta đem tin tức truyền lại đi về, cùng với ta tay bên trong trời xanh chỉ ân, đều là ta quan trọng thẻ đánh bạc. Lâm Phong nói rằng, xem đến ngươi là nghĩ muốn cầm những này cùng Vĩnh Sinh chi môn nội bộ những này thế lực đàm phán, bất quá ngươi đại khái quên mất rồi, nghĩ muốn đàm phán, được có đầy đủ lớn mạnh thực lực mới đi, ngươi xem xem ngươi hiện tại cái này hình dạng, nào có tư cách cùng bọn hắn đàm phán a. Người xuất thân từ vĩnh sinh chi môn nội bộ mà diệt tộc, người kinh lịch thấy qua sự tình là cực kỳ chi nhiều, cho nên người nên biết rõ những kia thế lực đến cùng bao nhiêu tàn nhẫn vô tình, nơi nào sẽ bận tâm người chết sống, người đi về cũng không có cái gì tốt kết quả. Đã bọn họ bất nhân, người cũng có thể bất nghĩa a, cho nên người có lẽ có thể tuyển chọn cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi nhất lớn giúp đỡ. Khá lắm, Lâm Phong một phen lời nói, hiển nhiên là nghĩ muốn xúi rục biệt tiên tuyệt nhất. Chương 10238, Biệt Tiên Tuyệt nhất tiếp tục phá phòng. Không thể không nói, Lâm Phong thật sự là gan to bằng trời, cái gì sự tình cũng dám nghĩ, cái gì sự tình cũng đều dám làm. Suối dục vĩnh sinh chi môn nội bộ đỉnh cấp cường giả, này loại sự tình quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng Lâm Phong liền dạng này làm rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tố cáo Lâm Phong, này kiện sự tình có thể nếm thử một chút, không thành công ngược lại cũng không quan trọng. Vạn nhất thành công rồi đâu? Tương lai, này địa tiên tuyệt nhất nổi lên đến tác dụng, chính là không có cách gì tưởng tượng. Người làm xuân thu đại mộng đâu, địa tiên tuyệt nhất cũng không có cùng lâm phong khách khí cái gì, trực tiếp đối lâm phong một trận trào phúng chuyển vận. Địa tiên tuyệt nhất có này thái độ, lâm phong cũng không kỳ quái. Lâm phong nói rằng, người đừng kích động, người là một cái người thông minh, người đều có thể lấy cẩn thận lại bàn một chút các loại khả năng tính. Địa tiên tuyệt nhất ha ha cười lạnh rồi một tiếng, nói rằng, ta dòng họ thế nhưng là địa diệt cổ tộc, đằng sau ta có mẹ diệt tộc chỗ dựa, ai có thể tính toán đến ta. Lâm Phong nói rằng, vâng, địa diệt cổ tộc xem như vĩnh sinh chi môn nội bộ chín đại cổ tộc một trong, nếu là hoàn toàn đứng ở sau lưng ngươi, hoàn toàn cho ngươi chỗ dựa, còn lại thế lực tự nhiên không dám đi tính toán ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái thứ nhất tính toán ngươi chính là đất diệt cổ tộc đâu. Này lời nói liền có điểm đâm tâm rồi, nhưng địa tiên tuyệt nhất có chút nói trệ. Lâm Phong thì là tiếp tục nói rằng, dài rằng giặc năm tháng đi qua rồi, rất nhiều sự tình đều thay đổi rồi, thậm chí bao gồm địa diệt trong cổ tộc bộ kết cấu phân chia, phân chia thế lực đợi một chút cũng đều đã phát sinh rồi long trời lở đất một loại biên hóa, mà ngươi những tin tức này thậm chí đồ vật, xác thực có thể mang đến to lớn lợi ích, thế nhưng là ngươi xem xem ngươi hiện tại này loại hỏng bấy trạng thái, nghĩ muốn khôi phục qua đến, không biết rõ muốn hao phí nhiều ít tư nguyên tỉnh lực đâu. Địa diệt cổ tộc hoàn toàn có thể cướp đoạt rồi ngươi hết thảy, những kia tài nguyên cũng có thể phân cho còn lại người, bọn hệ bồi dưỡng chính là là người của mình, mà cái này thời đại đã không thuộc về ngươi rồi. Nói rồi như vậy nhiều, còn không phải là nghĩ muốn ly gián ta cùng địa diệt cổ tộc quan hệ. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh, tựa hồ căn bản không có tin tưởng Lâm Phong một phen lời nói. Lâm Phong nói rằng, ta biết rõ, người nội tâm bên trong cũng rõ ràng hiện tại thời đại đã không thuộc về ngươi, mà lại ngươi đi về về sau địa vị cũng rất lúng túng, rất nhiều thời điểm đều là một cái củ cải một cái hố, ngươi đi về về sau, Người nghĩ muốn chiếm cứ ai vị trí, nghĩ muốn cướp đi ai tài nguyên đâu, người không xuất hiện mới là tốt nhất, người rõ ràng hết thảy, nhưng người lại không muốn thừa nhận những này. Nàng đâu, người bên thân cái này nữ nhân đâu, nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, nàng cũng là vừa vận chuyển kiếp về đến, muốn trở về gia tộc A. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh, hắn chỗ nói dĩ nhiên là chỉ vân phiêu nhiên rồi. Hắn kỳ thực nghĩ muốn dùng lâm phong theo như lời nói đánh lâm phong mặt, người nói ta đi về về sau không có chỗ ngồi trống rồi, chiếm cứ rồi người khác vị trí, đoạt rồi tư nguyên của người khác, sẽ bị người ghi hận, nhưng cái này nữ nhân tình huống cũng là một dạng. Ha ha, xem ngươi thế nào nói. Lâm Phong thì là một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hướng địa tiên tuyệt nhất. Này loại ánh mắt nhường địa tiên tuyệt nhất tương đương nổi nóng, hận không thể lập tức mang Lâm Phong tháo thành tám khối. Cái này thời gian, Lâm Phong thì là hỏi rồi một cái vấn đề, người nói vân tiên tử xinh đẹp không? Địa tiên tuyệt nhất hơi hơi một sướng sờ, lập tức gật rồi gật đầu, nói rằng, nói nhảm đương nhiên xinh đẹp ta lần thứ nhất thấy như thế xinh đẹp nữ nhân lâm phong nói rằng kia chẳng phải hết à các ngươi còn cần muốn so sánh sao ngươi cái gì ý tứ địa tiên tuyệt nhất mặt âm trầm hỏi nói lâm phong nói rằng người cẩn thận nghĩ nghĩ a à. Vân tiên tử như thế xinh đẹp nữ tử năm đó có nhiều ít người theo đuổi a à. thậm chí ở đồng tông đồng tộc bên trong đều có vô số người ái mộ người theo đuổi mặt ngoài người theo đuổi kia liền càng nhiều rồi vân tiên tử năm đó vẫn lạc không biết rõ nhiều ít người thương tâm gần chết đâu, mà dài rằng giặc năm tháng đi qua về sau, năm đó những kia người sợ là sớm liền đã ngồi ở vị trí cao rồi a, à, không nói bọn họ tộc trong, trong tông môn những người ái mộ kia. Liền nói mặt ngoài những người ái mộ kia nghe đến vân tiên tử trở về, các loại các dạng lễ vật đợi một chút sợ là đều muốn trồng chất như núi rồi a, à, những kia sớm liền đã trở thành đại lão cấp bậc tồn tại sợ là lại được trở thành vân tiên tử liếm cho a. À. Này vân tiên tử cho dòng họ mang đến chỗ tốt, ngươi cảm tưởng tượng sao? là ngươi có thể so với sao ta hắn mẹ địa tiên tuyệt nhất trực tiếp nghĩ muốn bạo nói tục rồi nhưng lời nói đến một nửa ê trụ bởi vì thật không có biện pháp so sánh a à, nữ nhân cùng nam nhân so sánh thời gian rất nhiều phương diện đều có to lớn hoàn cảnh xấu nhưng là ở một chút phương diện ưu thế lại là không gì sánh được to lớn liền giống như vân phiêu nhiên một dạng này nữ nhân vô luận ở bất luận cái gì thời đại đều là thỏa đáng nữ thần cấp bậc mà lại là chư thiên vạn giới xếp tên trước mấy nữ thần một trong A, dạng này người, không biết rõ nhiều ít người ái mộ đâu, xác thực không phải là hắn có thể so với. Hiện tại địa tiên tuyệt nhất, thật sự là có một loại nghĩ chết cảm giác. Phiền muộn A, Lâm Phong nói rằng, cho nên, địa tiên tuyệt nhất, người có khả năng làm, chính là cùng ta hợp tác. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi này nguyền rủa rời khỏi cái này hỏng bét địa phương, cũng có thể cho ngươi trải bằng tương lai đại đạo, nhưng ngươi lại lần nữa sán lạn bắt đầu. Những này, là ngươi chủng tộc, không có cách gì cho ngươi. Ha ha, tiểu tử, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi theo như lời nói, mà lại ngươi một cái tiểu bối, mặc dù có một chút bản sự, nhưng ngươi còn không biết rõ ta bản sự đâu địa tiên tuyệt nhất âm u cười. Lâm Phong nói rằng, ngươi nhỏ động tác ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao. Ngươi sai rồi, ta đã liền phát hiện rồi, ngươi cùng chúng ta nói nhiều lời như vậy, kỳ thực là ở trong tối kích hoạt nơi này đại trận, nghĩ muốn lợi dụng đại trận tới đối phó chúng ta những này người là không phải là. Địa tiên tuyệt nhất ánh mắt một ngưng, nói rằng, người phát hiện rồi, lại không có bất kỳ động tác gì. Ta nên nói người cuồng đâu, còn là nói người người không biết không sợ đâu. Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng, người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là dùng rất bình thản thái độ đối đãi này kiện sự tình, người những này thủ đoạn, đối ta tới nói đều là không có hiệu quả mà thôi. Địa tiên tuyệt nhất cái này khí A, năm đó thương kiệt, đó là thật vô cùng cuồng ngạo, nhưng thương kiệt cuồng đều là mặt ngoài trên cuồng, trực tiếp biểu hiện ra ngoài, vẫn còn không phải là đặc biệt làm giận. Nhưng Lâm Phong đâu, nói chuyện trong bông có kim, này cũng quá khinh người. Địa tiên tuyệt nhất hung dữ nói rằng, tiểu tử, người thật sự là đáng hận đến cực điểm, người này loại người ta thấy được quá nhiều rồi, đợi chút nữa có người khóc thời gian, người yên tâm, bắt lại ngươi về sau ta sẽ không nhường ngươi như vậy sắp chết rơi, bởi vì ta còn cần phải dùng đến ngươi thân thể đâu, ta cần muốn ngươi thân thể, giúp ta thoát khỏi thời không hội tụ chỉ địa đối ta nguyền rủa cùng trói buộc, tốt rời khỏi cái này địa phương. Ha 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 ha, Lâm Phong cười to lên đến, nói rằng, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm không chết, cũng được, đã nhưng như thế lời nói, ta liền chỉ có thể để ngươi lĩnh giáo một chút ta thủ đoạn rồi, nhưng ngươi thật lòng khâm phục vì ta hiệu lực. Tự tìm cái chết, địa tiên tuyệt nhất quát lạnh ra tiếng, trực tiếp điều động đại trận lực lượng đối phó Lâm Phong đám người. Chương 10239, quá thời hạn đan dược hiệu quả cũng không sai. Oanh, 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 đại trận, chấn động đi ra lực lượng có thể xưng nghịch thiên, nhường người hết sức kinh hãi, sợ hãi. Không hổ là năm đó đối phó thương kiệt trận pháp, uy lực xác thực không có được nói, mạnh vô cùng khó tin, mặc cho ai bị này loại đại trận vây khốn, sợ là đều muốn lo lắng không thôi, thực lực nếu lại yếu một chút lời nói, được mất hết can đảm không thể. Này chính là đại trận chi uy, rung động lòng người nhưng người sợ hãi cũng khó trách địa tiên tuyệt nhất này ra hỏa như thế tự tin đâu chỉ bất quá địa tiên tuyệt nhất không biết rõ việc hắn hôm nay đối mặt lâm phong thế nhưng là chơi trận pháp tổ tông cấp bậc nhân vật trước mắt đại trận uy lực mặc dù đầy đủ lớn mạnh nhưng niên đại xa xưa sớm liền xuất hiện rồi không ít sơ hở chi chỗ mà lại uy lực cùng ngọn núi đỉnh thời kỳ so lên đến cũng kém quá xa rồi hiện tại đại trận có thể uy hiếp được vô số cường giả nhưng uy hiếp không được lâm phong cái này cấp bậc trận pháp sư thậm chí mà liền vân ra chúng nữ, cũng đều không có chút nào lo lắng địa phương, bởi vì các nàng mười phần rõ ràng Lâm Phong ở trận pháp mặt trên tạo nghệ bao nhiêu cao thâm, Lâm Phong tuyệt đối có thể hóa giải trận này uy hiếp. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lâm Phong cười lạnh, tiểu tử, như bức thổi quá lớn rồi, đợi chút nữa xem ngươi thế nào chết. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh, vô cùng vô tận công kích, hướng lấy Lâm Phong đám người oanh giết mà đến. Mà cái này thời gian, thần kỳ một màn sự tình phát sinh rồi, chỉ thấy lâm phong lớn tay một vung cuốn được rồi đám người ở lâm phong dẫn đầu phía dưới mọi người ở trận pháp bên trong ngang qua này trải trời che đất một loại công kích oanh giết xuống tới vậy mà toàn bộ đều bị lâm phong đám người tránh né rơi rồi hiện tại lâm phong bọn họ rất có đại trận bên trong qua phiến lâu không dính vào người ý tứ chân thực là quá không thể tưởng tượng nổi rồi xem địa tiên tuyến nhất đều là trợn mắt hốc ngồm địa tiên tuyệt nhất này trồng ra thân nhân vật cái gì cấp bậc trận pháp sư không có tiếp xúc qua a à, hắn chân chính hết sức kinh hãi không phải là lâm phong nắm giữ lấy như thế lớn mạnh trận pháp thủ đoạn mà là lâm phong lấy hiện tại cái này tuổi tác vậy mà nắm giữ rồi như thế lớn mạnh trận pháp trình độ này là rất khó bề tưởng tượng sự tình này nói rõ lâm phong ở trận pháp phương diện thiên phú là khó mà tưởng tượng thật sự là không có nghĩ đến thế gian lại có dạng này trận pháp kỳ tài hiện tại ta thậm chí có chút không bỏ được giết ngươi rồi địa tiên tuyến nhất tỉnh táo xuống tới về sau lạnh giọng mở miệng, nhưng, người cuối cùng còn cần vì ta làm áo cưới. Lâm Phong nói rằng, người này rách dưới đại trận, có vẻ như khốn không được chúng ta quá dài thời gian, rất nhanh ta liền có thể hủy rơi người đại trận này, đến lúc đó, người này tàn phá chỉ thân, như thế nào cùng chúng ta đối kháng đâu. Ha 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 ha, người cho rằng, ta liền chỉ có những này thủ đoạn rồi không thành. Tố cáo ngươi, ta còn có càng thêm bá đạo thủ đoạn đâu, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Địa tiên tuyệt nhất cười to, tựa hồ đối hắn tiếp xuống đến thủ đoạn không gì sánh được tự tin. Rất nhanh, một loại màu nâu nhạt sương mù tuôn ra vào rổ đại trận bên trong, điều này hiển nhiên là độc khi A, à, lâm phong thân thể kháng độc tính cực mạnh, nhưng là đối với một chút không biết, khủng bố kịch độc, còn là không có có biện pháp may mà có trắng ngọc con cóc có thể phụ trợ giải độc. Liên tính không có cách gì chống cản ở này loại kịch độc, mượn nhờ bởi trắng ngọc con cóc giúp đỡ, còn là có thể kiên trì một hồi nhưng trắng ngọc con cóc rất khó đến giúp vân ra mấy người rồi. Cái này thời gian, vân phiêu nhiên nói rằng, là vĩnh sinh chỉ môn nội bộ lấy ra vạn mai chỉ độc sao. Người nhận biết này loại kịch độc, địa tiên tuyệt nhất kinh ngạc, vân phiêu nhiên nói rằng, đương nhiên nhận biết, này là vĩnh sinh chi môn nội bộ 10 đại kịch độc một trong, năm đó các người đối phó thương kiệt trước đó, này loại kịch độc một mực đều là giữ bí mật trạng thái, do đó không gì sánh được thần bí. Nhưng năm đó thương kiệt tấn công thần hoa tông thời gian, các người vận dụng rồi này loại kịch độc, thương kiệt thuộc hạ chết rồi nhiều tôn lợi hại nhân vật, cũng là bởi vì chúng rồi này loại kịch độc nguyên nhân, từ đó về sau, vạn mai chi độc đi vào rồi đỉnh cấp thế lực tầm mắt bên trong. Địa tiên tuyệt nhất cười lạnh lấy nói rằng, kia lại như thế nào đâu, loại độc này lực sát thương cực lớn, các người liền tính biết rõ, cũng không có sức chống cản. Vân phiêu nhiên lại cười lạnh một tiếng, nói rằng, địa tiên tuyệt nhất, người bị vây ở chỗ này thời gian chân thực là quá dài, thậm chí rất nhiều sự tình, đều chưa từng hiểu. Loại độc này sớm liền đã bị thời gian vũ trụ một vị đỉnh cấp luyện dược đại sư phá giải. Các lớn thế lực đỉnh cấp cường giả cơ bản trên đều trang bị giải độc đan dược. Mà ta nơi này hoàn toàn liền có giải độc đan dược. Cái gì, địa tiên tuyệt nhất sắc mặt lớn biến. Mà vân phiêu nhiên thì là lấy ra rồi mấy cái đan dược, một người phân phát rồi một mai. Vân Hy nói thầm nói, tiền bối, này đan dược sẽ không sẽ quá hạn a. À. Khoan hãy nói, này đan dược thật có khả năng để qua kỳ rồi dù sao vân phiêu nhiên cũng đã gặp nạn vô tận dài rằng giặc năm tháng thời gian rồi vân phiêu nhiên có chút không có lời đều không có phản ứng vân hy nàng tranh thủ mang đan dược phục dụng đi xuống rồi lâm phong nói rằng không có việc liền tính đan dược quá hạn cũng không quan trọng dù sao kia ra hỏa tế ra kịch độc cũng là quá thời hạn đúng a à, hắn kịch độc cũng quá hạn quá thời hạn đan dược chĩa mũi nhọn vào quá thời hạn kịch độc tám lạng nửa cân không cần lo lắng vân hy vui cười ha ha lập tức mang đan dược phục dụng rồi lâm phong bọn người nhanh không có lời rồi bởi vì lâm phong chính là đơn thuần trêu chọc một chút dù sao đan dược có thể quá thời hạn nhưng kịch độc nào có quá thời hạn đó a à, nhưng vân hy này nữ nhân vậy mà thật tin tưởng rồi bởi vì cái gọi là núi non liệt chướng người đều không não cũng cổ nhân đối này tổng kết rất đúng chỗ a à. xem xem vân hy biểu hiện thật sự là phù hợp a à. lâm phong cũng tranh thủ phục dụng giải độc đan dược mùi vị đắng chát, có một loại tanh hôi cảm giác. Lớn xác suất quá hạn, bất quá dược hiệu còn không sai, tuy là quá thời hạn đan dược A, nhưng nên còn có 6-7 thành hiệu quả. Mặc dù không thể không lọt vào mắt địa tiên tuyệt nhất tế ra vạn mai chỉ độc, nhưng hóa giải cái 6-70% là không có cái gì vấn đề. Như thế một đến, này vạn mai chỉ độc uy hiếp liền lớn biên độ giảm bớt rồi. Mà mọi người tu vi cao tuyệt, tự thân chống cản kịch độc năng lực cũng là không thể khinh thường. Lâm Phong thì là lại mang thiên hỏa tế ra, lấy thiên hỏa bọc chắc đám người, vì mọi người cấu tạo đi ra rồi một cái thiên hỏa vòng phòng hộ. Như thế thứ nhất, vạn mai chỉ độc, cơ bản trên liền bị mọi người hóa giải rơi rồi. Các người chính mình cẩn thận, Lâm Phong nhắc nhở rồi một tiếng, hắn nhanh chóng hướng lấy trước mặt phóng đi. Lâm Phong nhanh chóng xông phá rồi trùng điệp đại trận, sau đó giết tới rồi địa tiên tuyệt nhất trước người. Giáng một gậy vào đầu, Lâm Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, lên đến liền bùng nổ đi ra rồi tuyệt thế thần thông Lâm phong chính là muốn cho địa tiên tuyệt nhất đến điểm có tính chấn động đồ vật Nhưng hắn biết rõ tình cảnh của mình Như thế đánh tan hắn nội tâm Đồng thời thu phục hắn sát xuất liền sẽ tăng nhiều Nếu là lề mà lề mê cùng này người giao thủ Này ra hỏa sẽ không khuất phục Mà nhường lâm phong vui mừng chính là Bị động thần thông long tượng bạo kích thành công kích hoạt dáng một gậy vào đầu uy lực nâng cao gấp bội Đạt tới rồi hai sức chiến đấu gấp 10 lần bị động thần thông liên thành quyết thành công kích hoạt, dáng một gậy vào đầu 24 lần uy lực, có thể liên tục kích phát hai lần. Có thể nói, Lâm Phong này một đánh, ở không hao tổn bản nguyên tiền đề dưới. Cơ hồ đạt tới rồi trước mắt hắn đơn thể công kích ngọn núi đỉnh cấp độ rồi.